Và hôm nay các bạn sẽ qua reading bài tiếp theo ha, bài đầu tháng nghe coi. Thầy thông báo chút xíu nè. Thì cái phần reading này á, có anh chia thành ba bài đọc. Hôm nay các bạn sẽ học luôn cả bài tương tự bài cao. Và thứ sáu mình sẽ cụ thể là hôm nay mình sẽ làm phần 1, 2. Và thứ sáu là mình sẽ làm phần nâng cao khó nhất, nâng cao cuối cùng, đó là phần 3 ha, phần cái phần cuối là của bên chính á. Của trình độ là 7 đến 9 là nghe các bạn cái phần cuối. Thì nói gì nói quan trọng là các bạn muốn làm tốt bài thì đương nhiên mình phải làm từ đầu và hoàn chỉnh tới phần cuối luôn, nó mới quy về được số câu để mình tính điểm ha. Rồi thì hôm nay các bạn sẽ ca đầu, thì thầy có nói hết các bạn sẽ học 2 ca đúng không? Thì hôm nay mình sẽ làm 1, 2 luôn. Thì ca đầu đương nhiên thầy sẽ ưu tiên các bạn trung bình, cho nên thầy sẽ giảng từ từ. Qua K2 thì đương nhiên sẽ giảm nhanh hơn. Nhưng mà tất cả các bạn sẽ được học ha. Tại vì là cái nền của cái bài trung bình nó sẽ áp dụng được bài nâng cao. Vì vậy là bắt đầu các bạn nắm được bài trung bình rồi thì qua bài nâng cao các bạn sẽ học nhanh hơn ha. Với lại thầy dặn là các bạn nhớ là mình còn lớp thứ bảy chủ nhật nữa, là cái lớp mà dành cho bài cơ bản đó. Tập trung vô những cái bài củng cố kỹ năng nhưng mà cực kỳ dễ ha. Và kèm theo cả ngữ pháp và từ vựng của là lớp cuối tuần là mình sẽ học lại cái bài trong tuần, nhưng mà sẽ học thêm cái bài đơn giản, một cái bài riêng của cái trình độ cơ bản đó nha, và sẽ có chú trọng về ngữ pháp từ vựng nhiều ha. Nhưng mà vậy nè, chủ yếu là lớp đó sẽ bổ sung cho cái lớp chính trong tuần của mình. Vì vậy là các bạn cảm thấy trong tuần mình nắm tốt rồi thì bài nào mình nắm tốt rồi thì cuối tuần khỏi còn vô cũng được. Cái đó thì lớp đó không bắt buộc nha, các bạn có thể linh hoạt được cái lớp thứ bảy chủ nhật á, thì các bạn nắm rồi thì khỏi vô cũng được, tại chủ yếu sẽ bài trong tuần ha. Còn trường hợp các bạn chưa nắm hay muốn ôn lại hay là muốn đánh mạnh về ngữ pháp tượng gì đó, các bạn muốn vô thêm cũng được ha, nhất là kỹ năng viết với nói. Nhưng mà nói gì nói thì các bạn cảm thấy nắm trong bài trong tuần rồi thì hãy dành thời gian ở nhà ôn lại bài trong tuần và làm thêm bài nâng cao, cái đó là cái tốt nhất ha. Tại vì nó chủ yếu là mình sẽ đi theo trình độ chính là IELTS. Vì vậy là các bạn nắm cái bài trong tuần rồi thì các bạn tốt nhất là dùng trình độ để mình làm thêm nâng cao. Chỉ trường hợp các bạn chưa nắm hay là các bạn cảm thấy còn yếu kỹ năng gì, các bạn cụ thể là yếu bài gì đi ha, ví dụ như bài nào chưa nắm thì các bạn có thể học thêm, còn bài nào nắm rồi thì khỏi cô cũng được ha. Cho nên là cứ thoải mái cái lớp đó nhớ nha. Ví dụ như các bạn nắm bài trong tuần rồi thì cuối tuần đó các bạn có thể nghỉ ngơi hoặc là lấy thời gian đó làm bài nâng cao, nó sẽ hay hơn thường là cái bài cơ bản ha. Còn gì đó thì thầy sẽ nhận tiếp. Rồi hôm nay thì như thầy nói mình sẽ làm phần 1 ha. Thì bây giờ mình sẽ làm phần đầu trước. Thì đối với kỹ năng reading thì thầy sẽ chia ra 70 73 ha, thì 70% thì sẽ là đọc hiểu cái bài chính xác nó nói luôn, và 30% đó là phân loại câu hỏi và trả lời cụ thể như thế nào. Các phân loại câu hỏi đúng sai như thế nào ha. Thì nói gì nói càng về nâng cao thì cái phần mà cách trả lời câu hỏi là áp dụng cho từ cơ bản cho đến nâng cao luôn, có nghĩa là một cách làm. Còn lại thì cái chính vẫn là từ vựng nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ vô phần 1 trước ha. Thì cái file mà thầy gửi cho các bạn là có kèm thêm là cái phần từ vựng thầy ghi trước ha, gọi là ghi trước phần 1. Nào, thầy có ghi trước cho phần 1 ha. Còn còn gì nữa thì thầy sẽ ghi sau. Các bạn đợi xíu.
Ừ đúng rồi nha, nay nay mới vô mà, mới vô của đầu tháng tư, đúng rồi. Rồi thầy nói tiếp ha, thì cái phần từ vựng thầy chưa ghi hết đâu, thầy còn ghi nữa, nhưng mà các bạn cứ coi, thầy còn đang ghi trước bao nhiêu các bạn cứ coi thêm ha. Thì thầy sẽ ghi bao gồm từ vựng trong bài này, chủ yếu là các từ vựng đầu tiên nè. Còn những cái từ vựng mà thầy ghi thêm đó là từ đồng nghĩa của nó ha, thì chủ yếu nhất vẫn là từ trong bài trước nha các bạn. Với lại gì nè, trong quá trình mà thầy lúc mà thầy giảng bài, thầy dịch bài, thì các bạn có thể ghi chú thêm từ vựng mình không biết cũng được ha. Hoặc là cái bài nào mà thầy chưa có ghi từ vựng đó, thì các bạn lúc mà thầy dịch thì các bạn cứ ghi chú lại ha. Tại vì có lưu video mà, cho nên các bạn về có thể ôn lại, làm lại và nghe để ghi chú từ vựng lại cũng được nha các bạn. Thì thầy sẽ ráng cố gắng, rồi thầy sẽ các bài sau thì thầy sẽ ghi càng nhiều càng tốt. Thì nói chung là cái dòng từ vựng mà, tại vì có mình tự thầy liệt kê thôi, cho nên nó sẽ rất mất thời gian. Vì vậy là mà tới 4 kỹ năng và nhiều bài nữa, cho nên thầy sẽ làm từ từ ha. Nhưng nói gì nói, quan trọng vẫn là các bạn cứ chủ động ha. Trong quá trình thầy dịch bài rồi, các bạn cứ chủ động ghi lại, hay là lúc làm bài thì các bạn cứ chủ động dịch thêm cũng được. Và lúc mà thầy dịch lại thì nó sẽ giúp cho các bạn củng cố tốt hơn nhé. Còn những cái từ vựng mở rộng như thầy ghi thì cái này là để học từ từ thôi, các bạn không cần gấp nhé, chỉ học cái từ đầu tiên là được. Nói chung cũng nhiều lắm, chưa gì hết đâu. Rồi bây giờ vô bài ha, thì cách làm hiệu quả nhất thì dặn lại là K1 thì 3 đến 5.5, đúng rồi, là thầy gọi là trung bình á, trình độ 3 đến 5.5 là trung bình ha. Còn 5 tới 5, 5.5 tới 7 thì đương nhiên là nâng cao rồi à. Và cái bài thầy cũng chia như vậy luôn à, cái phần 1 đây là cái bài này, phần 1 đầu tiên thì thuộc trung bình trước ha, còn dưới 3 chấm là nó sẽ gọi là cơ bản, thì cái đó là bậc thứ bảy chủ nhật có học thêm nữa nha. Nhưng mà như thầy hồi nãy đầu giờ thầy nói là trường hợp các bạn chưa nắm thì các bạn vô thêm, còn nắm rồi thì khỏi vô cũng được, nhớ nha, cứ linh hoạt từng bài cho thầy nhé, còn nhớ thầy sẽ hướng dẫn cụ thể. Rồi bây giờ hôm nay tiếp tục bài này thầy sẽ làm chung với các bạn, nhưng mà chút nữa nếu K2 kịp thì thầy sẽ cho các bạn làm thử sức nha. À, với lại thầy dặn là sắp tới một buổi như vậy, các bạn thường là từ giữa tháng thì một buổi như vậy các bạn sẽ làm cỡ 2 cho đến 3 bài, bao gồm một bài chính mình đang học như vậy, rồi bài thử sức là thầy sẽ lấy một cái bài thi. À, mình học phần gì mình thử sức phần đó thôi. Ví dụ như phần 1 thì đầu giờ thường sẽ cho 15-20 phút. Hồi nãy thầy có kêu các bạn ngồi đọc một chút á, nhưng mà thực chất là sắp tới tiết sau thì 15 phút hay là 12 phút đầu tiên thì các bạn sẽ ngồi làm thử sức luôn. Thầy sẽ gửi báo cho các bạn bài nào luôn ha, các bạn cứ làm. Thì những bài thực sức là mình chủ yếu mình sẽ coi mình đúng bao nhiêu câu, tại vì nó sẽ bài thực sức là những cái bài mà mình sẽ vận dụng từ cái kiến thức mình đang học như vậy đó, vận dụng vô bài thực sức, đó là một cái bài thi để mình luyện tập ha. Cho nên thường là một buổi mình sẽ ráng mình làm một bài thực sức, rồi cái bài học chính thì giống như mình bài mà thầy sẽ giảng từ từ các bài học chính đó, và nếu mà kịp nữa thì sẽ có thêm bài ôn nữa ha, nhưng mà thường thì chủ yếu là 2 bài. 3 bài thì thường không kịp, nhưng mà thầy sẽ ráng, sẽ tùy kỹ năng, tùy bài ít ngắn mà thầy sẽ cho thêm, hay là thầy sẽ xen kẽ cái tiết. Ví dụ như thứ sáu á, thì thầy nó dùng làm phần nâng cao, thầy vẫn sẽ cho làm thêm bài ôn của phần trung bình, nó sẽ linh hoạt chỗ đó. Cho nên là một buổi mình sẽ ráng làm từ 2 cho đến 3 bài ha. Chủ yếu cái bài mà mình sẽ dùng nhiều thời gian nhất đó là bài chính mình học, còn bài thử sức thì nó có khúc, mình sẽ canh đúng theo cái giờ của hội đồng thi nha các bạn. À, ví dụ như nè, phần 1 thì 20 phút thì làm đúng 20 phút thôi, từ 1 tới 13, và mình sẽ coi mình đúng bao nhiêu câu. Kiến thức thì hoàn toàn dựa theo là cái mình đã học để mình vận dụng qua các bạn, nhất là kỹ năng viết với nói đó. Còn gì nữa thì trong quá trình học thầy sẽ hướng dẫn cụ thể nha. Rồi bây giờ vô hôm nay làm chung với thầy tiếp. Thì cách làm bài này thì từ trung bình cho đến kể cả nâng cao nhất là 8, 9 chấm gì đó, thì nhớ là cách làm hiệu quả nhất vẫn là như thầy nói 7, 3 đúng không? 7 phần là hiểu bài và 3 phần là trả lời câu hỏi. Cho nên trọng tâm nhất vẫn là hiểu câu hỏi, và các bạn cách làm là cứ đọc từng khổ. Thậm chí các bạn chưa cứng là đọc tới đọc lui khoảng 2 3 lần gì đó tùy các bạn, không cần gấp nha. Rồi cứ đọc cứ dịch từ vựng để mình hiểu rõ được câu đó, rồi sau đó mình sẽ nhìn để mình trả lời câu hỏi. Còn phương pháp phân biệt câu đúng sai gì đó thì trong quá trình hướng dẫn thầy sẽ đọc, thầy sẽ hướng dẫn và các bạn cứ ghi chú lại và làm theo ha. Rồi hôm nay thì mình sẽ gặp 3 nhóm câu hỏi, đó là câu thông tin khổ này có chứa thao khổ nào, có chứa thông tin bên dưới, nghĩa là ở đây nó sẽ cho mình là các dòng thông tin và nó hỏi là nằm ở khổ nào.
thì nó cái dòng thông tin này mình cách làm của mình là mình vẫn sẽ đọc từng khổ ha, rồi sau đó mình sẽ nhìn thông tin, ví dụ như đây từ 1 tới 4 mình sẽ coi là nó có chứa thông tin nào nha. Thầy ví dụ đó à, ba là có chứa ở khổ A thì mình sẽ ghi là 3A, nó có ghi nè khổ nào có chứa thông tin mình dưới nha. Ví dụ mình đương nhiên mình sẽ đọc từng khổ rồi mình coi cái thông tin để mình chọn 3A. Thì cái thông tin này nó sẽ là có cái dòng thông tin và kèm theo cách trả lời và kỹ thuật làm của trường hợp này. Thầy đọc lại ha, nó sẽ có cái dòng thông tin và kèm theo giải thích, kèm theo giải thích và kỹ thuật làm của trường hợp này là sẽ áp dụng. Chút nữa phần 2 mình sẽ làm có phần headings, headings cái phần tiêu đề ha các bạn. À đây, chúng ta sẽ có phần headings, mình sẽ làm cái này ha. Đó, cái này thì nâng cao hơn cho phần information, cho nên thầy mới nói là kỹ thuật làm sẽ giống nhau nha bạn. Các bạn cứ bám sát theo hướng dẫn cụ thể. Còn ở đây thì 5 tới 8 thì nó sẽ hỏi là thông tin này của danh sách bên dưới, cụ thể đây là danh sách về quốc gia ha, người quốc gia. Thì cái này nó sẽ dễ hơn bên trên, cụ thể là cái này mình sẽ đọc đụng tới người nào, đụng tới tên nào thì mình lúc đó mình sẽ dò thông tin từ 5 tới 8 luôn. À, ví dụ như mình gặp Babylonians trước thì mình sẽ đọc trong đó và mình dò từ 5 tới 8 xem mình chọn cái gì. Và cái cuối cùng đó là điền từ, thì cái trường hợp này nó không khó. Mình cứ đọc trước một câu xem là nó sẽ nằm ở đâu. Mình đọc trước một câu để mình nhớ cái từ khóa, để khi mình làm tới rồi hẳn mình sẽ chú ý câu cũng được ha. Nhưng mà nói gì nói thì các bạn tốt nhất là khi mà đọc từng khổ khổ như vậy mình sẽ coi nhóm câu hỏi. À ví dụ các bạn đọc xong khổ A mình sẽ coi thì đương nhiên cái này sẽ đọc xong khổ mình mới kiếm thông tin đúng không? Rồi mình cũng sẽ dò bên dưới xem nó có tới tên người nào để mình chọn. Và bên điền từ thì mình cứ đọc trước một câu ha, nhưng mà ở đây thì nó có tiêu đề sẵn cho nên mình cũng sẽ dễ kiếm. Thì chút nữa chừng nào tới thông tin 1670 thì mình mới mới chọn ha, còn chưa tới thì thôi mình cứ đọc bình thường. Rồi chuyển tiếp ha các bạn. Thì dặn nè, các bạn khá đó, khi mà làm tốt thì các bạn cứ làm tốt cho thầy luôn, khỏi cần đợi thầy dịch cũng được nha. Rồi chuyển, bây giờ thầy đọc tiếp ha, và các bạn cứ theo dõi cái từ vựng mà thầy có liệt kê bên trong, theo dõi thêm cũng được ha, bởi vì trong quá trình thầy đọc là các bạn cứ ghi chú lại thêm. Rồi cô ơi, ở đây thì nó sẽ nói về là lịch sử ha, chronicle, đây nó nói về lịch sử, biên niên sử á, thì cũng là lịch sử của tính toán về thời gian. Ta đang nói về cái đồng hồ đó ha các bạn. Cái nhận thức của chúng ta về thời gian phụ thuộc vào cách mà chúng ta tính toán nó. Conception là nhận thức hay là hiểu biết ha. Rồi thầy đọc ha. Dựa theo bằng chứng lịch sử, bằng chứng khảo cổ thì ít nhất là 5.000 năm trước ha, rất là lâu trước khi xuất hiện event là xuất hiện ha các bạn. Trước khi sự xuất hiện của đế chế La Mã. Trước khi xuất hiện của đế chế La Mã Roman Empire thì người Babylon á, Babylonians, người Babylon bắt đầu tính toán thời gian, cho ra một cái lịch, cho ra những cái lịch mà để tổ chức coordinate, tổ chức các hoạt động cộng đồng để lên kế hoạch là vận chuyển các sản phẩm và đặc biệt là phân phối điều tiết, regulate, phân phối điều tiết hoạt động trồng trọt và
thu hoạch ha, thì nói chung là lên lịch trồng trọt và thu hoạch. Họ dựa cái lịch của họ theo ba chu kỳ tự nhiên, place their calendars on three natural cycles, chu kỳ tự nhiên ha. Đó là ngày mặt trời được đánh dấu bằng những chu kỳ tiếp nối, successive là tiếp nối. Chu kỳ tiếp nối của ánh sáng và bóng tối, giống như là ánh sáng bóng tối sẽ tiếp nối nhau như thế nào ha. Khi mà trái đất xoay quanh cái trục của nó, axis là trục nha các bạn, và tháng mặt trăng dựa theo chu kỳ giai đoạn cũng được, phases, chu kỳ hoặc giai đoạn cũng được của mặt trăng khi nó xoay quanh trái đất. Cái này các bạn biết đúng không, giống như nhật thực, nguyệt thực vậy đó, giống như rằm, giống như là rằm gì đó các bạn, rằm hay là trăng khuyết gì đó, thì nó sẽ tính toán thời gian theo mặt trăng đó ha. Và năm mặt trời thì được xác định dựa theo sự thay đổi của mùa ha, the changing season, các mùa thay đổi. Mùa thay đổi này cũng đi theo sự phát triển của trái đất, sự biến đổi của trái đất cũng được. Planet, our planet, hành tinh chúng ta là đang nói cái đó. Revolution, sự thay đổi, sự biến đổi của trái đất xoay quanh mặt trời. Rồi bây giờ khổ A thì chưa có thông tin ha, cái này do thầy đọc trước, nhưng mà lúc mà các bạn làm thì tốt nhất và cũng là đương nhiên thì các bạn phải đọc để mình dò, để mình dò là nó tới chưa ha, để mình dò là nó tới chưa. Nhớ nghe các bạn. Tuy nhiên thì cái này có đáp án của người của bên đây từ 5 tới 8 ha, cụ thể đó là mình xuất hiện người Babylon nè, Babylonians. Bây giờ thầy sẽ đọc 5 tới 8 trước rồi các bạn sẽ dò thông tin là phù hợp ha. Thứ nhất là họ, các bạn nhớ cũng cũng trả lời đáp án vô lớp nha các bạn, nhớ ghi vô ha. Cái này thì mình sẽ ghi là số mấy A nha các bạn. Họ sáng tạo ra device, là họ tạo ra, sáng tạo ra một cái lịch cộng đồng, trong đó những tháng bằng nhau về thời lượng ha, có nghĩa là số ngày bằng nhau đó. Họ chia cái ngày ra thành hai nửa bằng nhau, giống như 12 tiếng, 12 tiếng vậy đó. Họ phát triển ra một cái hình, một cái dạng thùng ha các bạn, camera, một cái dạng tủ á, giống cái thùng vậy đó, cho một cái loại đồng hồ, và họ tạo ra một cái lịch để tổ chức hoạt động cộng đồng và lịch đồng áng, lịch làm việc, lịch đồng áng. Sau các bạn cứ ghi đáp án cho thầy số mấy A trước nha. Nhất là các bạn khá mà cảm thấy mà trả lời được, các bạn cứ ghi đáp án trước. Có thông tin của người Babylon đó, đâu chọn thử đi. Các bạn cứ ghi vậy ha, các bạn cứ ghi theo. Ở Nam cứ ghi theo thử ha, nay có thầy dịch. Rồi nói chung các bạn cứ ghi ghi hết nha, từng ghi luôn nha tên. Lớp lớp mình UH, thế UH cũng cũng hơi đông mà. Ghi vậy ha. Được chưa? Các bạn trả lời được chưa?
Ừ vậy. Nói chung là bé Tình vô đây đồng minh nhiều lắm. Ui ha, có người quen cũng có. Không nhắc là nhắc rồi biết. Rồi đáp án là 8A đúng rồi ha. Nói các bạn thông anh dạng cứ viên ha. Nam cứ ghi luôn nghe nè. Rồi đúng rồi các bạn, thì đáp án là số 8, họ tạo ra một cái lịch để tổ chức hoạt động cộng đồng. À thì dạng này nếu như các bạn nào được thì các bạn cứ ngoài cái ghi đáp án, các bạn có thể ghi một số từ khóa hay là cái dòng nào trong bài để chứng minh cho nó nha. Như vậy thì mình sẽ hiểu sâu hơn, mình có độ tập trung hơn. Thậm chí các bạn đừng có sợ sai, thậm chí là nếu như trường hợp mình bị hiểu sai đó thì lúc đó lúc mà thầy sửa lại cho các bạn thì các bạn sẽ hiểu mức độ hiểu nó sâu hơn nữa đó. Cho nên thầy mới nói là cái vấn đề mà các bạn trả lời câu hỏi nó rất là quan trọng ở chỗ là các bạn có mức độ tập trung mà mình suy luận nó cao hơn, tại vì mình phải ghi đáp án ra mà, thì lúc ấy mình sẽ có độ tập trung để mình quyết đoán cái câu trả lời hơn, thì lúc đó mình sẽ hiểu sâu hơn, nếu mà lỡ có sai thì mình cũng biết mình sai cái gì mình nhớ đó. Thì cho nên thầy mới nói là nếu như được á, nên luôn chứ, là các bạn nên ghi cái từ khóa ra, ví dụ như chỗ nào, không cần ghi hết câu cũng được, các bạn ghi từ khóa ra là chỗ nào là chứng minh cho câu đó ha. Tại vì là càng về nâng cao quá là nó sẽ có những cái trường hợp 7, mà 7 thì giống như là các bạn từ khóa nó có nhưng mà là câu đó nó không có đúng đó, thì nếu mà mình bị dính 7 thì mình sẽ dễ nhớ cái 7 đó như thế nào ha, nhất là true false với not given hay là headings cũng vậy, ABC cũng vậy luôn đó. Thì thầy sẽ lúc đó thầy sẽ chứng minh à giờ em này bị dính 7 rồi nè, tại cái 7 này là gì đó, tại sao nó 7, là mình hiểu luôn cái mức độ là tại sao đúng và tại sao sai luôn á. Ừ. Học theo kiểu bên tám chín mà cô đó, ý là cái kỹ thuật làm luôn á. Còn hơn hơn là các bạn chỉ coi, nhiều khi các bạn coi mình chưa có mức độ tập trung cao, sự quyết đoán trong câu trả lời, thì lúc mà dù có giảng có hiểu lại thì cái độ sẽ xấu lắm các bạn. Thì đương nhiên là lúc mà các bạn chủ động làm, ví dụ các bạn làm bài tập nhiều các bạn chưa còn làm thì mức độ hiểu mình tốt hơn nhớ nha. Rồi ok đó, với lại nhiều khi nó sẽ khác biệt ở chỗ là bạn này trả lời như vậy là đi theo bạn khác, nhiều khi bắt chước hay là mình hiểu nó, thì khi mình hiểu thì mình sẽ biết được cái chỗ đó đáp án là gì, nó sẽ tốt hơn nhé, nhất là bạn nào học chuyên à, bé em bé điểm vì mình nhớ ghi ra nha, đứa nào cá ráng nha. Rồi đúng rồi các bạn, chưa tính tới việc là mốt thầy phải hỏi riêng, phải chứng minh cho thầy. Hên xui nghe thầy bóc đại chọn các bạn ha. Rồi đúng rồi, nó có nói ở đây người Babylonian này là đã tạo ra một cái lịch, introduce calendars đúng rồi ha, rồi coordinate cũng chính là organize tạo ra ha, hoạt động cộng phân phối tổ chức các hoạt động cộng đồng communal chính là public đúng rồi ha các bạn, rồi cũng phân phối hoạt động trồng trọt và thu hoạch chính là lịch làm việc đó. Đương nhiên rồi, cái câu hỏi thường cái câu đúng hay như vậy nghĩa là nó sẽ đổi cái từ vựng và đổi cách nói nhưng mà vẫn đúng ý nha. Câu A thì nó chỉ có một đáp án thôi và mình sẽ làm tiếp câu B. Rồi tiếp ha, trước khi phát minh ra ánh sáng nhân tạo thì ánh mặt trăng là có cái tác động xã hội lớn hơn rất là nhiều, và đối với những người mà sống gần xích đạo hay các bạn Ecuador là xích đạo thì cái sự phát triển của họ, sự thịnh vượng và suy tàn, nói chung thì thầy nói chung chung là sự phát triển đấy ha, a washing and warning thầy có ghi đây ha. Nói chung là trong đây có ghi nha các bạn cứ lấy từ vựng trong đây, còn nữa thì chưa ghi hết đâu nha, các bạn cứ lấy từ vựng trong đây cho thầy nha. Đó, mạnh yếu và suy tàn thì nói chung là sự phát triển của họ, thậm chí còn dễ thấy hơn là những mùa đi qua, giống như là mùa đi qua nhìn nhận không có rõ bạn. Sự phát triển các bạn hiểu không, ở đây ý nó nói á, là những cái nước mà ở gần xích đạo, điển hình Việt Nam đi, các bạn thấy ở miền Nam mình là chỉ có hai mùa đúng không, mùa nắng
mùa mưa hay gọi là nắng và nóng, cực kỳ nóng, nóng và nóng quá trời đó. Thì nói chung nó là mùa nắng và mùa mưa thôi, tại vì mình rõ ràng là còn miền Bắc là thường bốn mùa hoàn chỉnh đúng không? Thì các bạn thấy sao, đúng là cái miền Nam mình xích về phía xích đạo nó gần hơn. Thì những cái vùng địa lý mà nó gần xích đạo thì cái mùa của nó không rõ rệt à, cho nên nó mới có cái câu đó là câu này ha, là sự phát triển của họ thậm chí còn dễ thấy hơn mùa nó. Đúng là nó giống như là mùa nào cũng như mùa nấy, anh nhìn không có rõ. Các bạn hiểu ha. Còn về phía mà phía phía miền Bắc hay là xích lên trên thì rõ ràng thì cái mùa nó hoàn chỉnh hơn à. Nhưng mà về phía cực đúng không, cực cái đất thì hầu như là tuyết không, mùa lạnh quanh năm đó, nói chung nó hơi lưng chừng á, ôn đới thì dễ thấy mùa hơn. Rồi cho nên ha, hence cho nên là những cái lịch mà được phát triển ở vĩ độ thấp, lower latitude, vĩ độ thấp này là về gần xích đạo này, thì bị ảnh hưởng bởi chu kỳ mặt trăng hơn là mặt trời, cho nên ít thấy mùa ha. Tuy nhiên về khí hậu phía Bắc, nói chung là về vùng phía Bắc ha, in more northern climes, về hướng khí hậu phía Bắc thì những hoạt động theo mùa lại được hoạt động, thì đó như thầy nói đó, khi nhìn lên phía Bắc này nọ thì cái mùa nó rõ hơn và từ đó là có hoạt động nông nghiệp theo mùa à, và lúc đó năm mặt trời là trở nên quan trọng hơn. Thì đối với phía Bắc thì nó theo mặt trời nhiều hơn, tại vì nó có cái mùa rồi. Rồi nó mới nói tiếp này, thì cái người thì cái đế chế La Mã ha mở rộng về phía Bắc, khi mà đế chế La Mã mở rộng phía Bắc thì họ cũng tổ chức cái lịch hoạt động của họ là cho mọi phần là đi theo năm mặt trời. Thì các bạn biết là Italy thì La Mã thì thường xuất phát từ Italy, là bên Ý á, là nó là về phía nam nhiều, nó gần châu Phi á, thì nó bị ảnh hưởng bởi mặt trăng giống như miền Nam mình vậy đó à. Nhưng mà khi mà nó mở rộng về phía Bắc đi chiếm mà, thì nó lại đi theo hoạt động nông nghiệp theo mùa nhiều hơn, tại vì mùa nó rõ rệt hơn ha, nên nó đi theo năm mặt trời, nhớ nghe các bạn. Và bây giờ khổ B, hình như khổ B này vẫn chưa có đáp án của mình chơi. Khổ à, khổ B có, sorry các bạn, có nghe các bạn. Đúng rồi, có đề cập thông tin này đâu, các bạn nhìn ra không ha. Thì bây giờ thầy sẽ đọc qua cái này, thầy sẽ đọc qua rồi các bạn cứ chọn thử. Thứ nhất là mô tả về một phát minh tính toán thời gian, chính là đồng hồ đó à, ở thời kỳ đầu ha, mà bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ lạnh. Giải thích về tầm quan trọng của vị trí địa lý trong việc phát triển cái lịch trong cộng đồng làm nông. Rồi mô tả nguồn gốc của đồng hồ quả lắc ha, và chi tiết cũng là giải thích luôn những cái nỗ lực đồng thời của các xã hội khác nhau trong việc tính toán thời gian sử dụng giờ đồng nhất. Đầu các bạn chọn số mấy khổ B, nếu mà có các bạn thấy được thông tin chứng minh các bạn ghi càng tốt, thì đương nhiên các bạn khi ghi đáp án như vậy là các bạn cũng đoán được nó nằm ở đâu rồi. Tốt nhất các bạn ghi từ khóa, ví dụ như calendar để chấm 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 là đến solar years, ví dụ như vậy. Chủ yếu để thầy coi á, để thầy coi xem các bạn nắm tới đâu, hay là các bạn khác có thể là tham khảo, nhất là các bạn còn yếu á, để xem giống như là hoạt động nhớ mà cho các bạn khác tìm kiếm thông tin chung, càng tốt mà. Đó, cứ ghi đi, muốn ghi sao ghi, mình hiểu sao mình ghi vậy, ghi đi ha các bạn. Quan trọng nhất vẫn là các bạn nắm được bài nha. Ừ, mình làm nhiều nhưng mà nói gì nói quan trọng vẫn là các bạn nắm bài nha, cho nên chủ động giúp thầy nhé.
Rồi các bạn thấy chỗ chứng minh chưa? Rồi sao mới có ba bạn ghi vậy? Nhớ chưa, đồng ghi nhiều không nhé. Nhung ghi là Nhung. Không biết bài này Nhung làm chưa nữa. Rồi tỷ ghi luôn ha. Nói chung các bạn chủ động nha, đừng đợi thầy nha. Rồi đáp án là 2B đúng rồi ha. Thầy không có đợi được lâu đâu ha, tại vì còn làm nhiều bài lắm cho nên các bạn chủ động giúp thầy. Tình chưa ghi nữa kìa tụi thôi. Rồi giải thích về tầm quan trọng của địa lý trong việc phát triển lịch làm nông. Ok, đây. Nè, nghe cái dòng này có nói nè. Càng về phía Bắc thì những hoạt động theo mùa được hoạt động vào năm mặt trời. Ở dòng đầu chứ, từ dòng này đi ha, dòng này nó sẽ rõ hơn. Đó là cái lịch được phát triển. Cái lịch được phát triển đúng không? Bởi cái lịch được phát triển ở vĩ độ thấp bởi bị ảnh hưởng bởi mặt trăng hơn mặt trời. Đúng rồi đó, chính xác nó đó. Đây nè, đầu tiên là nó có đề cập đến việc là lịch bị ảnh hưởng, lịch được phát triển ở vĩ độ thấp. Vĩ độ thấp là địa lý nè, nó có chia, nó có giải thích rõ đúng không? Ở đây thì nó chỉ nói chung chung là địa lý thôi đúng không? Ở đây nó cụ thể là chỗ thấp chỗ cao này, ở vĩ độ thấp này là như thế này, nó là về phía nam mà gần xích đạo đó. Lịch được phát triển tại vĩ độ thấp là bị ảnh hưởng bởi bởi vị trí này nè. Giờ nó có nói cụ thể là bị ảnh hưởng bởi gì đúng không? Bởi bởi năm mặt trời, năm mặt trăng hơn năm mặt trời nè. Rồi về phía phía bắc cũng là địa lý thì lúc này sao, năm mặt trời quan trọng hơn là lịch cũng đi theo năm mặt trời nè. Và sao nó có đề cập gì? Hoạt động nông nghiệp theo mùa được thực hiện, và nó có một cái ví dụ chứng minh cho điều đó đúng không? Đó là người La Mã nè, tạo ra một cái lịch hoạt động cộng đồng. Chart ở đây nó là biểu đồ đúng không? Cũng là cái lịch đó. Lịch hoạt động cộng đồng. Hoạt động cộng đồng cũng là liên quan tới hoạt động đằng trước có nói này, là hoạt động nông nghiệp nè. Thấy chưa? Agriculture chính là farming nè. Đó. Khi mà về phía Bắc là tổ chức cái lịch này theo năm mặt trời. Được thì các bạn gạch dưới ha, những cái từ khóa liên quan tới cái information của nó đưa ra. Đây sẽ là cơ bản cho các bạn, chúng nó làm cái heading đó. Nhớ nha. Tự các bạn chủ động ghi dùm thầy ha, gạch dưới dùm thầy ha. Gạch dưới là calendar, lower latitudes đó, influence, nói chung là nguyên ký này đó. Tự các bạn ghi ha, tự các bạn gạch dưới theo mình hiểu. Cái này thì có đề cập đến cái tên là Roman nhưng mà không có nói trong đây ha, cho nên nó mới một câu thôi. Nếu các bạn khổ C nè, chú ý nha. Thì dặn lại các bạn chưa cứng thì các bạn có thể lấy cái video các bạn coi lại. Ở đây có đầy đủ nha các bạn. Rồi, tiếp. Những thế kỷ trước khi có đế chế La Mã, sự xuất hiện của đế chế La Mã thì người Ai Cập đã tạo ra, formulated, tạo ra một cái lịch cộng đồng mà có 12 tháng 30 ngày. Họ thêm 5 ngày để phù hợp với năm mặt trời. Cái này các bạn hiểu không? Nó giống như bây giờ đó, là 12 tháng đều có 30 ngày, nó thêm 5 ngày nữa để phù hợp. Giống như bây giờ mà mình có tháng mà có 31 ngày đó. Thì mỗi chu kỳ 10 ngày được đánh dấu bằng sự xuất hiện của một cái nhóm sao đặc biệt ha, được gọi là beacon, beacon. Hay mình gọi là cái gì á, của tiếng Việt thì quên mất rồi. Thì đây cũng là một thuộc chùm sao đó ha. Bạn nào nhớ cái gì nhé, nhắn như vậy ha. Thì thầy có ghi là quần đào đúng không? Trời, đọc quên rồi. Quần đào cũng là chùm sao đó. Ý là trong một tháng có 30 ngày đúng không? Nhưng mà trong tháng đó nó cũng sẽ chia theo nhóm 10 ngày. Nhóm 10 ngày giống như bây giờ mình chia theo tuần 7 ngày vậy đó, nhưng mà hồi xưa thì là nhóm 10 ngày. Vì một tháng có 3 nhóm 10 ngày.
mà nó đánh dấu bằng việc là dựa theo chùm sao. À, như vậy các bạn dễ hiểu ha. Thì xuất hiện của cái sao này là Sirius ở thời điểm mà trước khi mặt trời mọc này, giống như là mặt trời mọc cho là 5 rưỡi 6 giờ đi, thì trước khi mặt trời mọc cỡ 4 rưỡi 5 giờ thì nó sẽ xuất hiện sao này. Thì cái sự xuất hiện sao này thường xuất hiện xung quanh những cái mùa lục hàng năm rất quan trọng của sông Nin ha. Lục, nhưng mà cái nếu mà lục mùa lục vừa đó thì nó rất quan trọng, tại nó mang về vụ sa, nó mang về tôm cá cho cái vùng đó. Lục vẫn là quan trọng nha các bạn, giống như mùa mùa nước nổi gì đó, đừng có lục quá thôi, lục quá thì nó tàn phá, nhưng mà lục vừa thì ok, rất là tốt. Miền Tây mình cũng vậy thôi, miền Bắc cũng vậy. Thì 12 cái chòm sao đó có thể thấy được rộng khắp trên bầu trời ha. Spanning the heavens, heaven là nó hình thiên đàng, ý là nó đang nói bầu trời đó. À, được thấy là trải dài trên khắp bầu trời. Thì cái tầm quan trọng của vũ trụ ha, các bạn, cosmic là vũ trụ nè. Tầm quan trọng của vũ trụ đối với người, cái tầm quan trọng đó là người La Mã đã đặt vô 12 chòm sao và từ đó dẫn họ đến phát triển ra một hệ thống mà có chia ra là chu kỳ tối và chu kỳ sáng, được phân chia theo nhóm 10 ngày như thầy nói. À, chia theo là nhóm 10 phần. Thì cái này này cái cách tính của người xưa đó, hai người La Mã, con người Ai Cập, họ sẽ chia theo chòm sao, nhóm ngày và nhóm đêm đó. Những cái khoảng thời gian này được biết gọi là những cái giờ tạm thời, bởi vì cái thời lượng thời gian của nó thì sẽ khác biệt, vary là khác biệt ha, dựa theo độ dài của ngày và đêm theo mùa. Cái này nó đơn giản thôi, nó giống như bây giờ là các bạn biết rồi đúng không, là mình có tháng thì là cái đêm rất là dài, ngày thì nó ngắn, nhưng mà ví dụ như nhưng mà có tháng thì đêm ngắn nhưng mà mau sáng đó. Cái này ai cũng biết đúng không, thì nó là như vậy. Thì hồi xưa là người ta tính theo nhóm 10 ngày rồi à, tính tính theo nhóm giờ. Thì ví dụ nhóm giờ, ví dụ như một hồi xưa là một ngày và có 10 tiếng thôi, ví dụ thôi, thì 10 tiếng đó có thể là 10 tiếng đó nó sẽ rộng hơn 10 tiếng của ngày không sao. Ví dụ ta, ví dụ như bữa nào trong cái mùa nào mà buổi sáng nó tới sớm á, thì 10 tiếng là bao gồm 6 giờ đêm nay cho đến 5 giờ sáng ngày mai, tại vì 5 giờ sáng sáng rồi. Nhưng mà tháng nào mà sáng nó tới trễ quá, ví dụ như 7 giờ sáng mới sáng đi, thì nó sẽ là 6 giờ tối hôm nay là tới 7 giờ sáng sáng. Đấy, ví dụ như vậy, cách chia hồi xưa của người ta theo kiểu như vậy đó các bạn. Chứ phải như bây giờ thì mình cứ chia đều 24 tiếng thôi, là còn ngày nào mà sáng sớm gì đó hay là còn tối gì đó thì kệ nó. Mình cố định giờ ha. Rồi thì nó nói là những cái giờ mùa hè thì sẽ lâu và nó sẽ dài hơn là giờ mùa đông. Chỉ có mùa xuân và mùa thu ha. Cái này mình dịch luôn luôn chung là mùa nghe bằng equinox nè. À, thì nó cái giờ nó sẽ là ngày và đêm bằng nhau. À, chỉ có hai mùa này thì nó bằng nhau cân bằng ha. Thì những cái giờ tạm thời thì lần đầu tiên được sử dụng, được tiếp nhận, được sử dụng bởi người Hy Lạp và sau đó là người La Mã. Chính những người này đã phân phối, disseminated, phân phối những cái cách tính giờ này đó xuyên suốt châu Âu và duy trì sử dụng nó hơn 2.500 năm. Là bây giờ có đáp án của đây này coi. Rồi có đáp án của cái này là xem máy thì nó lắc nó không thấy được luôn, chờ đợi chút.
Rồi thầy đọc tiếng Anh thầy mới chỉnh là xíu này không thể được. Rồi có cái câu C này là chưa có đáp án của 1 tới 4 nha các bạn. Rồi nhưng mà ở đây có đề cập đến người Ai Cập, các bạn đoán xong anh. Chứng minh được càng tốt. Rồi các bạn cứ chọn đi ha, chứng minh được càng tốt. Bạn cứ tập trung nha để mình làm xong mình qua phần 2 luôn. Từ vựng thì thầy có để sẵn rồi. Mà mất còn một rồi. Chứng minh cho thầy người Ai Cập số mấy và trả lời người Ai Cập số mấy mình có thông tin chứng minh. Cái này nó chỉ hỏi thông tin thì mình kiếm sát thông tin thôi này, có người Ai Cập này các bạn. Số mấy? Rồi đáp án là số thử đúng rồi, các bạn cứ mạnh dạn nha, ca này là thầy sẽ ưu tiên các bạn trung bình cho nên các bạn cứ trả lời, thầy vẫn sẽ đợi chút cho bạn làm. Nhưng mà các bạn khá, nếu mà làm tốt thì cứ làm hết đi, bắt đầu xây lại bài. Ủa Hiền là tính Hiền giờ khá là tính đợi đến chiều làm phần hai rồi đó, quá trễ luôn, có thông tin luôn đó các bạn. Đúng rồi, ok. Ở nguyên cái dòng đầu là nói luôn rồi đó. Đó các bạn muốn ghi sau cũng được, miễn miễn như mình đoán cái gì đó thì mình sẽ đưa vô. Chính xác ha, 12 tháng 30 ngày đây, đúng. Là họ chia cái con số 5 họ tạo ra một cái lịch cộng đồng mà trong đó các tháng nó bằng nhau về độ dài, đây có nói đây. Sẵn mình học từ vựng luôn nha các bạn, cái chữ for related chính là device. À, tạo ra đó các bạn, nó cũng là create hoặc là invent đó. Tạo ra các bạn, rồi đúng rồi, chính xác không? Vì nghe trả lời luôn nha, vì vì bữa vì dắt mấy cái bài reading á, vì ghi vô nha. Rồi đúng rồi các bạn, follow đây, the four related municipal chính là soho luôn ha, public đó các bạn, cộng đồng luôn đó. Đó mấy từ đồng nghĩa thì mình học luôn nhé, thầy có ghi trong file đó. Municipal với lại Soho với lại Public Community Communal, ở trên như cái chữ Communal ấy đúng không? Đó. Trong quá trình như vậy các bạn cứ ghi chú từ vựng lại luôn. Đồng nghĩa là các bạn ghi một nghĩa rất là dễ nhớ. Rồi tháng bằng nhau là 30 ngày, mặc dù là hồi đó vậy nè, nó không phải là mỗi không phải như bây giờ của mình là mình chia luôn cái 5 ngày này vô thành 31 ngày nha. Hồi xưa là cứ đủ 12 tháng 30 ngày rồi nó thêm 5 ngày nữa. Nó thêm, nó tự thêm 5 ngày nữa sau khi xong cái 12 tháng này. Nhưng mà 5 ngày đó nó thêm thôi chứ nó không gọi là tháng ha. Cho nên là 12 tháng bằng nhau 30 ngày, đúng rồi. Còn bây giờ của mình là thêm vô ha, có tháng 31. Rồi chính xác, nhớ bạn nào không hiểu câu số mấy nói để thầy giảng lại nhé. Và cái này mặc dù nó dài như vậy đó nhưng mà nó chỉ trả lời có đúng một câu thôi đó, chứ thế giới các bạn. Rồi tiếp chiến tiếp này, nói gì nói quan trọng vẫn là học từ vựng nha. Disseminate cũng là phân phối nha, distribute đó các bạn. Phân phối nha. Khổ bố thầy dặn lại là nhớ bạn nào chưa cứng nhớ về làm lại bài và video lại cho thầy.
cho nó cứng lại cái phần từ vựng những cái gì thầy giảng, và có thể học thêm thứ bảy chủ nhật. Đó. Là học đọc nghe không, tuần này mình học đọc nghe hay thứ năm mình nghe. Để theo dõi cái giờ tạm thời trong suốt cả ngày thì những cái nhà sáng tạo lúc đó đã tạo ra cái đồng hồ mặt trời, là xin cho là đồng hồ mặt trời, nó sẽ chỉ ra cái thời gian dựa theo độ dài và độ dài và hướng của bóng mặt trời. Hồi nãy mấy khổ trên mới nói lịch thôi đúng không, bây giờ đến đồng hồ này. Hướng bóng mặt trời, cái này các bạn biết không, biết có một cái lò đồng hồ mà đồng hồ cổ đại đó, nó sử dụng cái bóng mặt trời để nó nghiêng đó. Nó để một cái ngoài trời, một cái nó làm một cái hình đồng hồ đó mà có cái kim ở giữa đó, rồi bóng mặt trời ngã vô, ngã từ sáng lên nó ngã theo hướng nào để cái nó mọc, cái mặt trời mọc lên rồi lặn xuống nó theo hướng nào, nó làm thành cái bóng đó rồi. Cái bóng nó chỉ mấy giờ đó. À, các bạn có thể vào Google biết cái này ha. Rồi đối thủ này, counterpart là đối thủ của đồng hồ mặt trời, đó chính là đồng hồ nước, được thiết kế để tính toán cái giờ tạm thời vào ban đêm ha. Đúng rồi, lúc này thì không có mặt trời nữa ha, đó là nó mới giải thích đồng hồ nước này. Một trong những cái đồng hồ nước đầu tiên đó chính là một cái phễu, pacing, một cái phễu ha, với một cái lỗ nhỏ gần dưới đáy, thì thông qua cái lỗ đó nước nó sẽ nhiễu ra, trip out là out, là nó nhiễu ra ha các bạn. Thì cái nước mà cái mực nước hạ xuống, the falling water level, cái mực nước hạ xuống thì nó sẽ chỉ ra, denote là chỉ ra cái giờ đã đi qua, bởi vì nước nó sẽ hạ xuống bên dưới cái đường giờ, hourglass được khắc sẵn, inscribe là khắc sẵn đó, bên cái mặt bên trong của đồng hồ, các bạn biết đúng không, cái phễu nó khắc, nó để từng vạch mà 1, 2, 3, 4, 5, 6 giờ rồi đó. Và bắt đầu nó đổ đầy nước đi ha, bắt đầu nước sau đó nó sẽ nhiễu xuống, thì giống như hạ xuống cái mức 1 giờ là 1 giờ, hạ xuống cái mức 2 giờ 2 giờ đó, nó đến đến giờ hồi xưa là như vậy đó, các bạn hiểu ha. Rồi mặc dù là những thiết bị này á, là hoạt động rất là tốt, hoạt động một cách là hài lòng xung quanh vùng địa Trung Hải ha, nhưng mà nó không thể được sử dụng, không thể dựa vào, nghĩa là không thể sử dụng đó vào một ngày mây, ví dụ mây thì không có nắng đúng không, thì đâu có tính được giờ. Hay là những cái thời tiết mà đông, đóng băng đó, freezing weather ở Bắc Âu, đúng rồi, đóng băng, nước đóng băng thường diễn, có thông tin ở cổ đề cho thầy đáp án. Cái này dễ nè, dòng cuối có luôn rồi nè, chứng minh luôn hả các bạn, dòng cuối có và chứng minh luôn nhé. Rồi, chính xác 1D khỏi lộn luôn, cái này chắc chắn là khỏi lộn rồi. Mô tả về một cái phát minh tính toán thời gian chính là đồng hồ đó. Đương nhiên các bạn biết rồi, câu thì đúng thì nó phải đổi chữ chứ. Bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ lạnh là đấy. Nhiệt độ lạnh đây, thấy em luôn, khỏi lộn luôn. Đồng hồ gì các bạn biết rồi đúng không? Đồng hồ nước. Rồi, con khổ thôi đó. Thấy chưa? Cái đóng gì chứ nó không khổ. Rồi, tiếp câu E ha. Rồi, sự phát minh ra. Advent là phát minh ra cái đồng hồ cơ khí, nghĩa là
Mặc dù là nó có thể được điều chỉnh để duy trì cái giờ tạm thời, nhưng mà nó cũng rất là phù hợp một cách tự nhiên để giữ những cái giờ bằng nhau. Rồi ở đây ý nó nói là bây giờ đến sự phát minh đồng hồ cơ khí, là bây giờ có đồng hồ cơ học rồi đúng không, đồng hồ giống như đồng hồ kim bây giờ vậy đó. Thì bây giờ cái đồng hồ đó thì bây giờ người ta đã chỉnh được, could be adjusted là có thể chỉnh được giờ giấc rồi. Mình có thể chỉnh kim là mấy giờ rồi ha. Tuy mình chỉnh được nhưng mà cũng rất phù hợp nếu tính toán theo một cách tự nhiên. Thì giống như đồng hồ bây giờ thôi. Mình có thể chỉnh cái kim được đúng không? Nhưng mà vẫn phù hợp khi mà mình tính là một phút trôi qua là có 60 giây, ví dụ như vậy. Hay là một giây là bao nhiêu sao bên trong gì đó, những trang sao gì đó, nó vẫn có cái cách tính phù hợp với tự nhiên ha, theo điều kiện tự nhiên luôn. Thì với những cái thiết bị này ha, thì nó làm nổi lên câu hỏi, arose the question, làm nổi lên cái câu hỏi là khi nào là bắt đầu tính thời gian. Và cho nên vào đầu thế kỷ 14 thì một vài hệ thống đã được phát triển ra, Evo đã được phát triển ra. Thì cái lịch the scheme cũng là cái lịch của đồng hồ đó các bạn. Không, cái lịch bình thường ha, thì nó phân chia cái ngày thành 24 phần bằng nhau giống như bây giờ 24 tiếng đó. Tuy nhiên thì nó lại khác nhau dựa theo cái thời điểm bắt đầu tính. Cụ thể đó là cái giờ của Ý thì bắt đầu vào lúc mặt trời lặn, thì giống như 5 giờ chiều ha các bạn, là nó tính là 1 giờ đó. Còn cái giờ của người Babylonian, cái người Babylon á, thì bắt đầu mặt trời mọc thì giống như 5 giờ sáng. Còn đồng hồ thiên văn thì nó tính theo là giữa ngày. Đồng hồ thiên văn thì không nhớ rõ nó nằm ở đâu, thì đây nó kêu là nó bắt đầu giữa ngày, giữa trưa đó các bạn, chính là 12 giờ đó. Và cái đồng hồ lớn ha, Great Clock Hours, nói chung đồng hồ lớn mà sử dụng để làm các đồng hồ cộng đồng lớn tại Đức ha, thì vào giữa đêm, cái này thì gần đúng nè, giữa đêm là 12 giờ đêm đó các bạn. Và cuối cùng là những cái đồng hồ, những cái cách tính giờ này thì bị vượt mặt bởi một cái đồng hồ nhỏ, đó là đồng hồ Pháp ha, hay là giờ của Pháp, cũng phân là nó sẽ phân chia ngày ra thành 12 chu kỳ 12 tiếng. Cái này gần giống như bây giờ luôn, giống như 12 tiếng ban ngày, 12 tiếng ban đêm đó, và bắt đầu tính từ giữa đêm. Nó chính xác bây giờ luôn. Rồi bây giờ mới trả lời cho thầy cái có hai đáp án trên đây và bên dưới. Trả lời bên trên trước cho thầy đi ha. Thầy muốn gợi ý ở đây liên quan tới ngay cái từ ký này. Nó bắt đầu là tính 24 giờ một ngày rồi, nhưng mà lại khác biệt vào cách tính, cái cách bắt đầu tính giờ, thì nó mới chia ra là mỗi nước có cách tính giờ khác nhau đó. Nhưng mà chung cái hệ thống 24 tiếng một ngày. Đâu các bạn cho đọc này. Đúng rồi, chủ động vô ghi đi, tại thầy con mà. Với lại chính bản thân mình là mình nắm rõ hơn. Vì dự cứng cái này đó, ghi vô nghe vi. Nhưng là đề cách trả lời để mình làm tốt luôn cái heading đó. Ghi đi ha, ghi đi, ghi đi. Cả một ưu tiên các bạn trung bình, cơ bản luôn, cơ bản với trung bình. Cả hai mình sẽ đi nhanh hơn nhé. Thì mình trên tinh thần mình sẽ học tới 11 giờ, nhưng mà bài nào nhiều quá có thể học 11 giờ mấy nhưng mà. Trời ơi, thầy còn khỏe, thầy khỏe thầy dạy được các bạn. Cứ xin cho thầy đi. Đó là lý do tại sao thầy kéo điểm nhiều bạn luôn rồi đó, là đạt cái reading là từ 7 giờ tới 9, 9 trắng luôn rồi. Đấy thì các bạn, thầy báo điểm các bạn thấy mà, còn lại mình ráng thôi nhé. Nói chung là thầy đánh mạnh trên vấn đề hiểu bài luôn á.
Từ đợt này là thầy sẽ đánh mạnh thêm một kiểu nữa, đó là thầy đánh mạnh thêm một kiểu nữa, đó là sẽ bắt các bạn phải hỏi ngược các bạn lại, chứng minh cho thầy câu đúng câu sai, điểm 7 ra sao hay như thế nào nữa nha. À này, thấy bé Nga này, bữa đi chơi sướng luôn, giờ mới chịu vô. Nhờ tốt nghiệp cho nên nhường cho đi chơi đã luôn, không có nhắc. Trả lời chung với các bạn luôn nha, nó quá trời luôn này. Lớp này UH cũng hơi đông á. Từ từ già trẻ bé lớn đủ luôn. Rồi đúng rồi các bạn, câu 4, 4E. 4E đúng rồi. Mô tả details of là giải thích chi tiết ha, cũng là mô tả về những nỗ lực của các xã hội khác nhau, chính là quốc gia khác nhau đó. À, những nỗ lực của họ tính toán thời gian dựa theo cái giờ đồng nhất. Thứ nhất là nó có đề cập đến là cái lịch một ngày chia ra 24 phần bằng nhau đúng không? À, ra nó có giờ đồng nhất đó, vẫn có giờ đồng nhất nha các bạn. Uniform hours là 24 này, 24 equal parts này, thấy chưa? Là nói chung là các nước này là có điều một chung một cái lịch ngày đó là 24 tiếng. Rồi nhưng mà sao? Nó lại khác nhau về cách tính giờ bắt đầu. À, mỗi nước nó sẽ chia khác nhau đó. Tại vì bây giờ đã có đồng hồ cơ khí rồi. À, nhưng mà là anh biết 24 tiếng rồi. Nhưng bây giờ nó lại bị khác nhau về cái cách mà tính giờ, bắt đầu tính giờ. À, cho nên đây là nỗ lực của các nước, different societies, là đây là các xã hội đây đúng không? À, nỗ lực của nó tính toán giờ, và ở đây giải thích cụ thể là nỗ lực gì? Đó là nỗ lực cách tính giờ bắt đầu. À, những nỗ lực đồng thời luôn ha, có nghĩa là các nước này là 24 tiếng và các nước nó sẽ xét cái giờ tính giờ bắt đầu như thế nào, là các nước đều làm chung với nhau luôn ha, mặc dù nó khác nhau về cách bắt đầu. Đó. Và đồng hiểu như nói đó nha. Và tiếp theo trả lời cho thầy từ phạm vi câu này. Ở đây mình có người Đức và người Pháp nha các bạn. Đọc nhìn đâu, nó chỉ có một trong hai thôi nha. À, ở đây bốn câu nhưng mà nó hỏi tới sáu cái, và ở đây Đức và Pháp có một cái thừa, và các bạn chọn thử cho thầy số mấy, số mấy của Đức hay Pháp nha. Rồi số mấy của Đức hay Pháp mình dưới đây. Nhớ ghi thêm chứng minh nha các bạn. Đức hay Pháp và chứng minh cho thầy thấy. À, hôm nay bé Kiều cầm bé tên nhé. Nè, K46 chung nhau nè, mới tốt nghiệp nè. Nhà với tên. Còn mấy bạn nữa, hôm nay vắng. Rồi ghi thêm chứng minh cho thầy nhé. Thầy chỉ cho các bạn cứ ghi. Các bạn ghi nhanh nha để mình làm tiếp bạn. Mạnh dạn lên không sao, vừa đoán có sai mình sẽ chỉnh lại. Cái tên mạnh dạn ghi lại đi ha. Này, hồi đó giờ thầy đọc tên. Ừ, đúng rồi, từ 5 tới 8 là vi. Better mình thì đọc là Betel mà. Tại vì cái đó nếu mà tính theo tiếng Anh thì là cái chữ L đó. Có thể đọc là chữ O, N cũng được, chữ O.
Xong rồi có một bạn ghi vậy. Rồi thầy đọc luôn ha. Lọc lắp á, các bạn nhớ chủ động lên nha. Thì ở đây đó là số 6 là người người Pháp nha các bạn. À, người Pháp nhưng mà người Đức nha. Đây nè, họ chia cái ngày ra thành hai nửa bằng nhau. A two equal half, hai nửa bằng nhau đấy. Chính là hai cái chu kỳ này, các bạn có thể gạch dưới ha. Hai cái chu kỳ 12 tiếng một ngày này. Chia một ngày là split, cái từ này đồng nghĩa với chữ divide này. Chia một ngày ra thành hai nửa 12 tiếng nữa, thấy chưa? Vậy là họ chia cái ngày ra thành hai nửa bằng nhau, đúng rồi. Và đây là người Pháp nha các bạn. Mặc dù Đức và Pháp thì đều tính từ giữa đêm đúng không? Nó giống nhau ở thông tin là commence at midnight. Commencing là cũng là bắt đầu luôn nha. Đó, cái này các bạn học từ vựng như vậy luôn. Đồng nghĩa với chữ start nha các bạn. Start hoặc là begin nha. Đúng là Đức và Pháp giống nhau là giữa đêm. À, nó chính xác là mấy bên trên đây. Rồi nhưng mà nó đang hỏi thông tin là chia ngày ra hai nửa bằng nhau là nước nào, là chỉ có để gặp tới Pháp thôi. Rồi xong ha. Khổ S khổ G tiếp. Một cái đồng hồ cơ khí mà dùng sức nặng được ghi nhận sớm nhất trong lịch sử đó, nó được xây dựng vào năm 1283. 1283 tại Bedfordshire ở England, ở nước Anh nhé. Thì khía cạnh tiến bộ, khía cạnh phát triển revolutionary của cái đồng hồ này đó là nó không dùng sức nặng để cung cấp cái động lực hay là dùng cả cái bánh răng ha. Các bánh răng thì ít nhất là 1.300 năm, phải năm 1.300 mới có, để truyền transfer the power, để truyền lực, mà nó sử dụng một cái cơ chế là cơ chế thoát lực. Cái này thì thầy không rõ lắm, thì đây là thầy có ghi nè các bạn. Bạn nào hiểu cơ khí thì có thể biết thêm. Ủa đang có ghi hả? À, rồi. Để thầy đọc xong đi rồi thầy giải thích cái này chút xíu. Cái này nó hơi giống lịch sử, nó về cơ khí rồi. À, cơ chế thoát lực escapement. Thì năm thầy đọc hết đi ha, rồi thầy nói cái này. Thì đầu năm 1400 thì mới có sự xuất hiện của dây cót, coil spring, là cái dây lò xo đó các bạn. Dây cót. Lò xo xoắn ha. Hay là cầu chì. Rồi nói chung là nói về cái thì giống như cái đồ chơi của mình mà dặn cái dây cót đó, là các bạn biết cái đồng hồ này đúng không? Đồng hồ dây cót á, nó dặn cái dây cót này để cái đồng hồ nó chạy á. Ừ. Thì cái này nó sẽ duy trì một cái lực liên tục ha, constant force, một cái lực liên tục đối với cái bánh răng của cái đồng hồ ha. Bởi do cái sự mà thay đổi về độ căng của cái dây lò xo chính. Thì nói chung cái này đơn giản là năm 1400 là có xuất hiện một cái dây cót, và cái dây này là nó truyền động lực cho cái bánh răng để cái đồng hồ nó quay dựa theo cái độ căng của cái dây cót đó. Vậy thì cho các bạn dễ hiểu nha, nó hơi kỹ thuật chút xíu. Thì năm một thế kỷ 16 thì bắt đầu mới phát minh ra cái đồng hồ quả lắc, device. Cái này phát minh nha, đồng nghĩa với chữ invent, cái chữ hồi nãy đây có nè, đã học rồi nè. Một cái đồng hồ quả lắc được phát minh, và cái quả lắc, pendulum, quả lắc thì nó lắc nha các bạn, swirl là lắc nha các bạn, lắc ở một cái vòng cung rất là lớn, cho nên thì chưa đủ hiệu quả. Rồi cái này thì có thông tin của trên đây. Cái này thì dễ thấy rồi, trả lời cũng hết trơn rồi, nhưng mà cứ ghi đi ha. Tại vì nên nhớ đây là thầy dịch chứ vô thi các bạn tự dịch là mình vẫn phải suy nghĩ lại á. Nhớ cứ ghi đi không sao đâu, cho nó quen. Nhưng mà các bạn vẫn phải chứng minh nhé, nó nằm ở đâu nhé. Mình biết đáp án rồi đó, nhưng mà mình vẫn phải chứng minh nó nằm ở đâu. Cái dòng thông tin nào chứng minh điều đó. Chủ động lên nha, thầy chỉ cho mặc dù cho các bạn trả lời nhưng mà thầy sẽ canh giờ một chút để mình làm tới bài khác nữa. Các bạn ngồi càng lâu các bạn càng làm biến thôi, chứ không phải học nhiều là xuyên đâu.
nó phải tích cực lên thì bắt đầu những cái bài mình sẽ liên tiếp, mình học được nhiều cái mình sẽ thích hơn chứ, đừng ngồi đợi. Các bạn khá chủ động trả lời để kích thích tinh thần các bạn cơ bản nhé. Rồi, đáp án là số 3, đúng rồi. Ngay, chọn đúng chỗ rồi đó. Chính xác, từ cái dòng đó ha. Đây, nè, vào thế kỷ 16 có đề cập đến một cái đồng hồ quả lắc được phát minh nè. Và lúc đó, nói chung là có dòng thông tin ha, nói về thế kỷ 16 là có đồng hồ quả lắc được phát minh và có một cái trục lắc đi theo dòng cung. Nhưng mà thực ra là ở đằng trước nó giải thích mới chi tiết á, có nghĩa là từ những cái chi tiết thiết bị như thế nào, dây cót ra sao, rồi nó mới dẫn đến đồng hồ quả lắc từ rồi nó mới dẫn đến đồng hồ quả lắc đó. Bánh răng này nọ đó, thì nếu mà giải thích thì nó lại nằm bên trên, còn bên dưới là cái câu chốt lại cho cái thông tin ha. Rồi, nhưng mà quan trọng thì vẫn kiếm thông tin là được. Mô tả về nguồn gốc này, nó nói mô tả về nguồn gốc của đồng hồ quả lắc thì đúng là có đề cập đến nguồn gốc của đồng hồ quả lắc, tại vì nó nói thời điểm này là đồng hồ quả lắc được phát minh ra rồi, nhưng mà cái mô tả nguồn gốc thì nó nằm bên trên ấy. Nãy thầy có chuyện qua cái chi tiết động cơ như thế nào đó. Rồi, phổ G, GH là xong rồi, mình sẽ qua bài tiếp theo. Để giải quyết điều này thì có một cái sự điều chỉnh, variation là điều chỉnh ha, điều chỉnh về cái nè, cái bộ thoát ban đầu này, bây giờ nó mới nói nè, điều chỉnh về cái trục thoát này. Các bạn muốn biết rõ các bạn có thể bấm cái này lên Google, nó có cái hình cho các bạn dễ coi xíu. Thì nó giống như là mỏ neo, nó giống như là cái bánh răng dây cót bây giờ thôi nè. Mình nghe tiếp nè, thì có một sự thay đổi đối với một cái bộ thoát trục bánh răng ban đầu được phát minh vào năm 1670 tại Anh ha. Nó được gọi là, bây giờ mới tới nè, Anchor Escapement. Đây, bộ thoát mà nó có cái mỏ neo để nó giữ lại, thì các bạn biết cái này đúng không, là cái bánh răng mỗi lần mà cái đồng hồ cũ hồi xưa đó, mỗi lần nó chạy là các bạn nghe tích tắc đúng không các bạn, tích tắc tích tắc tích tắc, cái này ai cũng biết đúng không. Thì nó đó là cái bộ này nè, Anchor Escapement, nó là cái bánh răng mà nó có cái mỏ neo để nó giữ lại và nó đập đó, các bạn nghe tiếng đó. Thì đây là một cái thiết bị đòn bẩy ha, lever paste, nó giống như là một cái mỏ neo tạo. Thì cái sự di chuyển của cái trục của cái quả lắc thì nó sẽ lắc cái thiết bị này, từ đó nó sẽ bắt và thả mỗi răng của cái bánh răng đó, như thầy nói đó, nó móc xong rồi nó thả. Đây, thầy cho các bạn coi cái hình luôn ha. Chứ mà mình trả lời cái này ha, câu này trả lời luôn cái điện từ cho thầy nhé. Nè, nó nè, nãy thầy nói này, cái bánh răng nè, nó có cái mỏ neo nè đó. Đó, nó đập ra, mỗi lần nó đập cái nó thả, đập thả để mình nghe tiếng tích tắc của nó đó. Thì từ đó là cho phép nó tính toán một cái lượng thời gian chính xác, không giống như cái dạng ban đầu thì sử dụng cái trục lắc đơn giản ha. Thì cái đồng hồ quả lắc này, cái bánh răng này thì cho phép là cái quả lắc đi theo một cái dòng cung nhỏ, đi theo một cái dòng cung nhỏ hơn, rồi đi theo dòng cung nhỏ hơn. Thì bây giờ thầy mới nói lại cái thông tin ban đầu hồi nãy mà thầy có phân biệt cái chỗ này. Cần không ta, cần giải thích không, ngành giải thích việc về về cơ khí rồi, sợ lâu quá các bạn mệt quá. Chắc khỏi đi ha, mình theo cái này được rồi, thầy hiểu. Nhưng mà giải thích nữa các bạn, cái này nó nhiều về kỹ thuật rồi. Rồi thầy đọc tiếp nha các bạn. Đầu tới đầu rồi. Đi một dòng cung rất nhỏ. Tuy nhiên thì cái phát minh này cho phép sử dụng một cái trục lắc, trục quả lắc, alarm pendulum là trục quả lắc, thì nó sẽ đánh mỗi nhịp một giây, và từ đó nó giúp và từ đó dẫn đến sự phát triển một cái thiết kế thùng mà nằm trên sàn, đứng trên sàn đó các bạn, floor standing, được biết với tên là grandfather clock. Rồi bây giờ trả lời cho thầy cái điện từ trước đi, mình sẽ xoay
quay lại bên trên để mình trả lời mấy cái kia. Rồi đầu tiên á, đây là thiết kế của một cái thiết bị đòn bẩy nào, 760 ha. Đầu tiên là các bạn trả lời cho thầy số 9 nha. Ở đây thì nó kêu mình không ghi hơn hai từ, mình sẽ lấy cái từ trong bài, mình sẽ ghi một hoặc hai từ tùy theo câu hỏi. Thì ở đây nó có kêu là một cái trục nè. À, một cái trục thì nó giống như cái gì? Resembling là giống như cái gì? Nè, cái trục bánh răng nè các bạn. Bộ thoát trục bánh răng nè. Thì ở đây có nè các bạn. Ừ. Nó giống cái gì? Câu số 9 ha. 9. Chắc trả lời luôn tới 11 luôn các bạn, là dễ thấy mà. Rồi số 10 là cái gì các bạn? Nguyên cái bánh này bánh gì nè? Và mọi cái nốt này là cái gì? Đó, có luôn đó các bạn. Ghi cho thầy đáp án của ba câu luôn nhé, 9, 10, 11. Nó gần đó các bạn, ghi đi. Rồi, thứ nhất là câu số 9, chắc là cứ ghi nhé. Cứ ghi đi, thầy trả lời luôn. Rồi, thứ nhất là chính là M4 hoặc là Ship M4 là được nha. Nó là cái mỏ neo của tàu đó. À, giống như mỏ neo của tàu đúng rồi. Các bạn biết mỏ neo đúng không? Giờ mỏ neo tàu đây. M4 hoặc là Ship M4 đều được nha các bạn. Đủ hai chữ. À, nó chung nghĩa cho nên là các bạn chỉ sao cũng được. Cái thứ hai số 10 thì là cái bánh răng. Đâu từ đây. The wheel hoặc là escape wheel đều được nha các bạn. À, đều là bánh răng hết nha. Và nó là cái răng luôn đúng không? Số 11. Cái răng của nó. Đây là tool. À, nhớ nha. Rồi đúng rồi. Và trả lời cho thầy số 12 và 13. Vậy thì cái này là trục gì nè? À, và nó đánh mỗi nhịp là một cái gì? 12, 13 luôn nha các bạn. Nhớ vô thi là phải quyết đó, mình phải quyết quyết chính xác luôn nha, để mình lấy điểm nha các bạn. Mỗi câu là mỗi 5 triệu. 4 triệu mấy thôi. Cái chi ra. Mục tiêu càng cao là các bạn phải phải quyết đó những câu đúng hoàn chỉnh nha. Rồi đúng rồi, câu số 12, 13 đầu tiên là cái trục trục lắc pendulum đúng rồi. Long pendulum cũng được. Và đánh mỗi nhịp là one second, a second. Cái này các bạn ghi second thôi. À, cái này thì ghi second được rồi. Tại nó nói đánh mỗi cái gì? Nó có để chữ is sẵn cho mình ha, each. Each là chính là ở đó. Dạ, đánh mỗi lần đánh bao nhiêu, một giây ha, được ghi chữ ở vô nó bị dư sai đó, second thôi nghe mấy điểm đó, mình phải chú ý cái này tại vì nó có chữ e sẵn rồi, nó ở đó, vậy là second.
Each là mỗi nha, nó rút gọn cái chữ once á, once là một lần, mỗi thôi. Ừ, vậy là mỗi giây ha, đúng rồi, đừng có ghi ở như là sai nha các bạn. Rồi đồng thời trả lời luôn cho thầy cái thông tin này có nha các bạn. Đó, bây giờ tới khổ mà có nhiều thông tin rồi đó. Số mấy các bạn ghi luôn ha, mặc dù mình biết đáp án nhưng mà ghi luôn nha. Vậy thì cái bên trên là xong rồi đúng không? Rồi, vậy thì còn cái này thôi. Hình như tới khổ gỡ hết trơn luôn rồi đó. Ghê ha. Nhưng bây giờ cái bài thi nó trải dài. Rồi, chính xác đó là số 7. Họ phát triển ra một cái dạng thùng. Một cái dạng thùng cho một cái lọ đồng hồ. Đúng rồi, nó đó. Đấy. Họ phát triển ra một cái a new floor standing case design. A floor standing chính là cabinet. Case chính là cabinet. Dạng thùng đó các bạn. Xây từ hình dạng ha, là thiết kế đó các bạn. Rồi đứng được. Rồi chính xác cái này khổ lộn. Và hầu như tới khổ này là xong ha các bạn. Nhưng mà bây giờ các bạn an tâm, bài thi bây giờ nó trải trải đều luôn á, có nghĩa là khổ nào sẽ có thông tin hết chứ nó không có bị sót gì hết. Rồi vậy là xong được cái bài này, nhưng mà thầy vẫn sẽ dịch luôn khóa để mình nắm thông tin và tiếp tục phần 2 nhé. Rồi điểm danh một cái quên nữa. Thầy sẽ ghi tin nhắn điểm danh là các bạn thả icon show là được nhé. Đó, nó hết rồi đó, nhanh ha. Xong mình qua phần 2 nè. Điểm danh đây có 13 nít. Có các bạn học ké luôn. Rồi điểm danh đi nhé. Ừ, Nga, Trương, Si rồi đúng không? Kêu bạn Mai vô luôn nha. Tại tốt nghiệp nên nhường. Trời đã luôn, kêu không thấy. Rồi, thầy dịch tiếp của H rồi mình qua phần 2. Hiện nay thì những cái thiết bị tính toán thời gian chính xác cao đã đặt ra một cái nhịp ha, set the beat for, đặt cái nhịp ha, giống như là tiếp nối, đặt ra cái nhịp hay là đặt nền tảng nha các bạn. Set the beat for hay the way for, nó đồng nghĩa cái chữ đó. Hầu hết những cái thiết bị, hầu hết cho các thiết bị điện tử bây giờ rồi hầu hết là những cái máy tính bây giờ là đã có chứa một cái đồng hồ là thầy có ghi ha, đồng hồ thịt thạch anh đúng rồi, đồng hồ tinh thể thạch anh ha, để điều chỉnh cái hoạt động của nó. Giống như cái chữ này biết rồi đúng không, giống như làm nông hồi nãy vậy đó. Tuy nhiên thì không chỉ cái tín hiệu thời gian được lấy từ tín hiệu thời gian được lấy từ cái hệ thống GPS của mình đó. Trời xíu. Rồi thầy đọc tiếp. Không chỉ là cái tín hiệu GPS là nó sẽ điều chỉnh, calibrate, điều chỉnh cái tính năng, điều chỉnh cái tính năng của thiết bị định vị chính xác. Các bạn biết đúng không, GPS bây giờ là nó sẽ giúp cho mình là định vị và tính theo thời gian thực á. Nó điều chỉnh giùm mình cái đồng hồ luôn đó các bạn. Giống như bây giờ là mình xác định
những cái đồng hồ máy tính mà nó đúng là bây giờ đồng hồ máy tính là nó sẽ tự cập nhật, giống như các bạn chỉnh cái đồng hồ của máy tính mình, thường là mình để nó tự động cập nhật đúng không, là nó tính theo cái GPS đó các bạn. Cái GPS là một cái hệ thống định vị toàn cầu, là nó sẽ tính giờ cho mình luôn. À, như vậy thì cho các bạn dễ hiểu ha. Rồi nó cũng áp dụng cho điện thoại di động luôn ha. Thì hệ thống điện thoại di động rồi nó dùng cho hệ thống là thương mại tức khắc nè, rồi lưới phân phối điện quốc gia nè. Cho nên á, là những cái thiết bị công nghệ dựa theo thời gian nó đang trở nên rất quan trọng, integral, quan trọng nha các bạn. Nó đảo ngữ đó. À, thay vì become integral ở đây đúng không? Hay nó đảo ngữ đó các bạn. So integral how in this time pace technology become. Thay vì nó để cái chữ là so integral ở đây đi ha. Have become so integral too. Nó mấy người bắt quỷ này cũng khó chịu lắm ạ. À, thì thể dịch gọn lại là trở nên quan trọng đối với sự tồn tại hàng ngày mà chúng ta, sự phụ thuộc chúng ta dựa theo chúng. Ừ. Và cái sự mà cái sự phụ thuộc của chúng ta chỉ được nhận ra khi mà chúng ngưng làm việc, có nghĩa là mấy cái đồng hồ điện tử này nó ngưng một phát là mình mới biết là mình đang tồn tại, tại vì mình đang bị ảnh hưởng cho nó mà. Đơn giản thôi, cúp điện một phát đi các bạn biết liền. Rồi xong phần 2 nha các bạn. Rồi phần nâng cao nhé. Nói chung bài hôm nay nó hơi dài cho nên là chịu khó xíu. Rồi chuyển tiếp các bạn thôi. Bài này thì nó dễ hơn này. Nó tính là nó khó hơn nhưng mà từ vựng nó dễ hiểu hơn. Rồi chuyển tiếp nhé. Rồi các bạn đợi xíu thầy uống miếng nước cái gì chiến tiếp này. Rồi tiếp các bạn.
Đây là nói về quản lý hàng không tại Mỹ ha. Rồi hôm nay mình sẽ bài tiếp theo đây mình sẽ đụng tới đó là heading là tiêu đề hay là nội dung chính của khổ. Thì thực ra là cách làm nó sẽ giống như hồi nãy luôn. Cái phần information là cũng sẽ có dòng thông tin rồi giải thích của nó. Tuy nhiên thì mình sẽ chú ý chỗ này. Bên đây sẽ có 7 ha các bạn. Information thì nó sẽ không có 7. Nhưng mà bên đây có 7 ha. Thì gửi nè. Ở đây heading nó cho mấy cái từ 1 tới 10, vậy là có 10 cái headings. Nhưng mà nó hỏi mình mấy cái 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó bỏ ra một cái đi ha. Vậy là mình còn 9 cái heading và 6 khổ. Đúng rồi, 6 khổ. Và nó sẽ dư ra 3 cái. Vậy thì 3 cái đó sẽ là 7 đó. Nhưng mà nó 7 như thế nào? Thì đương nhiên chút nữa hướng dẫn thì sẽ chỉ cho các bạn thấy, nhưng mà thầy muốn gửi như nè. Cái 7 thì thường nó sẽ là có từ khóa nhưng mà nó không có nội dung đó. Đó là trường hợp thứ nhất nha, là có từ khóa nhưng không có nội dung đó. Cái thứ hai là có nội dung đó luôn nhưng mà nó chỉ là nội dung phụ thôi. À, ví dụ như nó chỉ là một cái dòng giải thích cho cái heading chính thôi các bạn. Nghĩa là vẫn có nó nhưng mà nó chỉ là một dòng giải thích thôi. Thì sự khác biệt giữa cái phụ và cái chính là gì các bạn? Heading chính thì các nó sẽ có các thông tin giải thích tập trung về nó, còn heading phụ thì còn cái thông tin phụ thì nó chỉ là một cái nằm trong các giải thích cho cái heading chính thôi ha. Thì đương nhiên là nó sẽ không có cái giải thích cho riêng nó. Và cái thứ ba đó là nó sẽ vẫn có dòng thông tin nhưng mà thường nó vậy này các bạn. Một là ví dụ như khổ đầu đi, khổ A kiểu này đi, thì là nó có dòng thông tin đó nhưng mà nó là cái câu dẫn đề vô cái nội dung chính, nghĩa là giống như nó giới thiệu vô thôi, nó chưa nói nội dung chính là gì, mình vẫn thấy nhưng nó không phải nội dung chính. Hai là nó là có dòng thông tin đó mà thường nằm ở cuối khổ để tiếp nối qua cho cái khổ tiếp theo, giống như là một cái câu nói cho cái khổ tiếp theo ha, thì đương nhiên nó không phải là thông tin chính. Mình vẫn thấy nhưng mà không phải thông tin chính nha. Vì vậy tốt nhất mình hiểu ở đây là cái heading sẽ là cái dòng thông tin mà nó có giải thích, nó sẽ gần giống như cách làm giống như của information này. Ok ha, đó là cách làm của thầy luôn đó, để mình khỏi lộn mà phân biệt cả điểm 7 luôn ha. Thì chút nữa thầy vẫn sẽ hỏi các bạn điểm 7 là chỗ nào luôn đó, thì bạn nào nhất là các bạn khá mà trả lời được cứ trả lời, nhưng mà các bạn thấy phát hiện ra vấn đề cứ thử. À, cho thầy biết điểm 7 thì như vậy các bạn sẽ hiểu rất là sâu nhé. Trả lời trước khi mà thầy giải thích đó. À. Rồi bây giờ thì là cách làm như cũ nha các bạn. Lớp mình sẽ đọc từng khổ, sau đó mình sẽ dò headings. Thì nó vẫn sẽ có cái câu, à cái này là true false, rồi cái này hay nè. True false not given. Thì cái này nó sẽ là mỗi câu này thì nó sẽ là dòng thông tin trong bài. À, thì mình đọc hồi mình sẽ thấy thôi. Thì cách làm như thế này nó là mình sẽ đọc hết cái khổ, sau đó là mình dò cái true false trước nha, xem nó có cái nào. Giờ mình nhìn là heading, hoặc là các bạn muốn làm heading trước cũng được, mình mới dò xuống true false. À. Thì như thầy nói là true false not given, nó sẽ là dòng thông tin đó có trong bài. Thì true sẽ là đúng, false thì sẽ là có thông tin nhưng mà bị ngược, hoặc là bị giống như bên nó có bên nó không, bên nó mắc mình nó rẻ rồi đó, ví dụ như vậy. Hay là nó sai vị trí, sai thời gian, sai đối tượng đó. Còn gì nữa thì chúng nó chỉ cho các bạn thấy ha. Còn not given thì chắc chắn là không có thông tin rồi nhưng vẫn 7 từ khóa, là mình thấy từ khóa đó nhưng mà cái thông tin đó không có. Rồi, Chiến ha. Qua một cái tai nạn đã xảy ra ở vùng trời tại chỗ này ha, Grand Canyon Canyon năm 1956 đã dẫn đến việc thiết lập ra FAA, đây là hệ thống quản lý quản trị về hàng không của liên bang Mỹ đó, liên bang tại Mỹ ha, để phân phối nè, điều chỉnh nè và giám sát cái hoạt động của máy bay trên vùng trời ở nước Mỹ ha, ở Hoa Kỳ. Và nó đây là vùng trời mà đang ngày càng trở nên dày đặc, các bạn biết rồi đúng không? Tại Mỹ thì đương nhiên là đi phía các bang đi bằng máy bay một người quốc tế. Thì một có một hệ thống, có một cái cấu trúc
quản lý hàng không đã gia tăng cái sự an toàn cho các chuyến bay tại Mỹ, và hệ thống quản lý hàng không tương tự và những quy trình ha, quản lý hàng không tương tự cũng được thực hiện, be in place là được thực hiện nha các bạn, ở nhiều nơi trên thế giới luôn. Rồi bây giờ mới trả lời. Giờ trả lời thử cho thầy cái câu chủ phần trước nha. Thầy đọc qua các bạn đoán thử nè. FAA là hệ thống quản lý hàng không liên bang ha. Được tạo ra bởi do việc là ra đời của hệ thống tên lửa. Đó, các bạn trả lời thử đi. Cứ đoán thử đi, bắt đầu thầy sẽ giải thích. Nhất là các bạn khá đó. Đúng là có từ khóa là FAA được thành lập, nhưng mà các bạn coi nguyên câu nó nói cái gì? Là FAA được thành lập bởi do xuất hiện của tên lửa đẩy, đúng không? Nếu nó có sai là sai gì nha các bạn? Font hay là font là not given nhé. Đọc kỹ nha. FAA được tạo ra bởi do xuất hiện của tên lửa, còn đây là bởi do tai nạn. Vẫn có cái nội dung, vẫn có cái thông tin, các bạn đọc kỹ nha. Vẫn có cái nội dung, vẫn có cái thông tin là thành lập về FAA. Đọc kỹ nha các bạn. Nếu mà sai về lý do, có thông tin mà sai về lý do vẫn là false nha các bạn. Các bạn nhìn ra. Rồi, đáp án là false, chính xác các bạn. Cái này nó chỉ là sai lý do thôi, còn nội dung mà thành lập ra cái quy định về quản trị hàng không thì có nha các bạn. Rồi, câu này là false nha. Đúng rồi. Accident, đúng rồi, chính xác. Chứng minh đúng rồi đó. Có nội dung về việc là thành lập FAA. Thì đọc lại ha, các bạn đọc kỹ nha. FAA được thành lập bởi do sự xuất hiện tên lửa đẩy, động cơ phản lực chứ, động cơ phản lực. Thì nếu mà nói về nội dung đó là FAA được thành lập bởi một lý do gì đó thì đúng là có nói. Rồi nhưng mà đây sao? Một cái trường hợp tai nạn xảy ra và từ đó dẫn đến thành lập FAA. Vậy thì nói về nội dung là thành lập FAA là có ha. Có nội dung, vậy là mình sẽ bỏ được trường hợp là not given. Rồi, nhưng mà nó sai cái lý do đúng không? À, ở đây nó cũng ghi rất là rõ nè. FAA được thành lập là bởi lý do gì nè? À, nhưng mà nó ghi sai cái lý do ở đây. Lý do đây đó chính là một tai nạn xảy ra cho nên thành lập FAA. Ở đây thì FAA được thành lập bởi do xuất hiện động cơ phản lực. Vậy là nó chỉ sai lý do nha. Các bạn ghi chú lại cho thầy nhớ. Mấy cái này quan trọng lắm nha. Tại vì trường hợp false nó cũng có nhiều trường hợp sai lắm, nhưng mà chắc chắn là có thông tin ha.
Thì chút nữa mình qua cái nó khi mà mình phân biệt nó rõ luôn. Vậy thì trường hợp này là false, chính xác hả các bạn? Các bạn ghi chú đó là có nội dung nói về thành lập, có nội dung nói về thành lập của FAA nhưng mà sai về lý do. Ok ha. Đó, các bạn có thể gạch dưới là sai lý do ha, nhưng thì các bạn có thể gạch dưới là introduction of jet engine. Sai về lý do nhưng mà nội dung là FAA was created là có ha. Rồi bây giờ mới trả lời thử cho thầy cái headings. Và đương nhiên thầy sẽ dịch trước cho các bạn. Câu 1 đó là không tuân thủ về quy định của FAA. Câu 2 đó là một cái tai nạn hàng không đã dẫn đến một hành động. Câu thứ 3 đó là sự phát triển, hai cái sự phát triển đồng thời, coincidental là đồng thời ha các bạn. Câu 4 thì đó là thiết lập ra một cái không phận, Ontario John, khu vực độ cao cũng như là không phận. Phân ra những cái không phận khu vực độ cao đó ha. Số 5 thì đó là một cái tầm nhìn quá đơn giản. Số 6 thì đó là bằng cấp của quản lý, bằng cấp của phi công. Số 7 đó là phân ra những loại hình không phận. Đó, coi chừng lộn giữa số 4 với số 7 nha, nếu mà nó có. Và số 8 đó là thiết lập ra quy định liên quan tới vấn đề thời tiết. Câu số 9 đó là cất cánh an toàn. Và số 10 đó là những bước đầu tiên hướng tới ATC, hướng tới việc phát triển ATC. Đâu các bạn chọn đó. Cứ chọn đi và các bạn thấy được đó. Câu đúng trước nha, câu đúng trước thì mình sẽ tính tới câu 7. Chỗ nào chứng minh cho nó ha. Rồi sao ra mười mấy mất. Mới bắt đầu vô bài 2 mất tiêu rồi. Chưa hết giờ mới 10 rưỡi, học tới 11 giờ. Bạn nào bài nhanh vậy? Mà Nga này khá là sao bài trước rồi. Nhung cũng vậy. Trời, toàn là bạn khá em đi đâu. Rồi cứ ghi hay các bạn chỗ nào chứng minh ghi ra nhé. Này ghi số nha, mấy điểm thì lộn á. Rồi số 2 đúng rồi ha. Đọc này, nghe cái dòng đầu là có nói rồi. Và có hướng giải thích cho nó rất là rõ. Đó là một cái vụ tai nạn hãng của hàng không và dẫn đến hành động. Chính xác luôn ha, nghe cái dòng đầu có nói luôn. Một vụ tai nạn này và dẫn đến hành động gì đó là thiết lập về FAA. Và nó giải thích về hành động đó đúng không? Hay là giải thích về cái hành động đó là gì? Hành động cụ thể như thầy nói đó là thiết lập ra FAA. Và hành động đó làm gì? Phân phối quản lý hãng hàng không của Mỹ ha. Để nó đảm bảo an toàn tại Mỹ và đồng thời là những nơi khác trên thế giới. Vậy là giải thích về cái hành động đó, chính xác ha. Rồi tiếp hai các bạn, khổ B. Quản lý hàng không sơ khởi, rudimentary có nghĩa là sơ khởi và chưa có hoàn thiện đó. Air Traffic Control ATC ha. Thì việc quản lý hàng không ban đầu thì nó được tồn tại rất là lâu trước khi cái vụ tai nạn ở trên mới nói ha. Thì vào khoảng năm 1920 thì những cái những cái người mà quản lý hay là những cái trạm điều khiển hàng không thời trước thì họ sẽ điều khiển những cái chiếc máy bay bằng tay hay manually ở gần sân bay, in the vicinity of the airport, gần sân bay ha.
họ sử dụng đèn và cờ, các bạn biết rồi đúng không, cầm đèn cầm cờ để quơ đấy, cầm đèn và cờ để quơ đó, các bạn biết cái này ha, các bạn đợi đợi thay chụp thì chỉnh màn hình đấy, rồi người bị giật được. Rồi đọc tiếp nha các bạn. Trong khi là những cái beacons, đây là đèn hiệu ha các bạn, và những cái đèn flash được đặt dọc theo những cái tuyến đường khắp đất nước, cross country, tuyến đường mà xuyên đất nước, thì nói chung là tuyến đường khắp đất nước để thiết lập ra cái đường bay sớm nhất. Tuy nhiên thì cái hệ thống mà dùng mắt, visual system, hệ thống dùng mắt đơn thuần hay các bạn poorly thì nó sẽ không hữu dụng hay là vô tác dụng trong điều kiện thời tiết không tốt nè. Vào năm 1930 thì giao tiếp bằng radio là đã được sử dụng cho ATC ha, và khu vực đầu tiên mà đã có những thứ hệ thống, có ý là đang nói có hệ thống đó, gần với approximating là gần với hay là giống đó, rồi hệ thống ATC hiện nay thì cái vùng mà sử dụng hệ thống đó chính là thành phố New York. Và với những cái khu vực đô thị lớn cũng đi theo sau đó. Rồi. À đây là con mấy câu dưới có trước kia. Rồi trả lời 21 được rồi nè, có nè, quản lý hàng không nè. Thì hệ thống quản lý hàng không bắt đầu sau vụ tai nạn. Dễ thấy nè, trả lời cho bạn ha. Hệ thống quản lý hàng không bắt đầu sau vụ tai nạn năm 1956. Đó các bạn trả lời được rồi đó, trước hay sau tai nạn các bạn? Rồi xuất hiện trước hay sau tai nạn? Rồi false, chính xác cái là trước hay các bạn? Đúng rồi, existed well before, chính xác là before ha. Nó ra là nó ngược ý đấy. Đúng là có thông tin về việc là hệ thống này được tạo, được bắt đầu như thế nào ha, trước hay sau ha, rõ ràng. Con này thì dễ thấy nè. Vậy là đây là kêu là sau, trong khi bên bài là trước. Vậy thì như thầy nói là có nội dung, có thông tin nhưng mà bị ngược ý ha. Nè, cái trước cái sau nè.
hay là xa thời gian cũng được. Nếu mà hiểu về xa thời gian cũng được. Còn trên đây sẽ lý do ha, đó mình phải phân mình các bạn làm từ từ là mình sẽ phân biệt được luôn. Nhớ nha các bạn, false thì là có nội dung hoặc là false thì là có thông tin, information, có thông tin ha. Có thông tin. À, nhưng mà nó sẽ sai một số trường hợp như thầy nói. Thì 20 rõ ràng đó là lý do, trường hợp nhỏ thôi. 21 thì là thời gian, có những cái là địa điểm hay là đối tượng nữa, người hay vật nữa. Ok ha. Thầy phân ra cho các bạn thấy luôn. Rồi đúng rồi, cái này còn có lỗi. Cái này thì câu B nó có đáp án rồi nhưng mà thầy vẫn sẽ giải thích ha. Câu B thì là nó kêu là số này những bước đầu tiên hướng tới. Có nghĩa là những bước đầu tiên hướng tới ITC, nghĩa là những cái bước đầu tiên hay là cái hành trình hay là lý do cũng được để phát triển cái ITC này. À, những bước đầu tiên hướng tới ATC hay là những hành trình hay là bước đầu tiên hay là lý do để hướng tới việc phát triển ATC thì nó có giải thích đúng không? Nè, có ATC mà dạng là sơ khởi, là lúc này thật ra cũng chưa chính xác, chưa phải là ATC hoàn thiện, chưa phải là ATC hoàn chỉnh nha, là nó đã tồn tại trước cái này, là trước thời gian này để nó quản lý hàng không, nhưng mà dùng cái dùng tay để điều khiển ha. Rồi sau đó thì có một cái hệ thống năm 1930, có hệ thống radio sử dụng cho ATC và New York sử dụng. Vậy thì rõ ràng là nguyên khổ này tập trung giải thích về ATC hoạt động như thế nào theo từng thời điểm đúng không? À, ATC dùng tai rồi ATC dùng radio, giao tiếp radio. Đó. Vậy thì hoàn toàn là giải thích ATC thì chính xác ha, các bước hướng về nó. Rồi bây giờ khổ C tiếp này. Thì năm 1940 thì trung tâm ATC thì có thể và đã tận dụng lợi thế take advantage của cái radio, của hệ thống radar được phát triển mới và hệ thống giao tiếp bằng radio được cải thiện mà được sử dụng trong Thế chiến thứ hai đó ha. Nhưng hệ thống thì vẫn còn thô sơ, rudimentary, vẫn còn thô sơ ha. Và chỉ sau khi là tạo ra, chỉ sau khi xuất hiện cái FAA, FAA hồi nãy đầu đầu bài đó ha, là hệ thống mà quản trị đó. Còn ATC là trung tâm ha, nó là trung tâm quản lý và trung tâm này sử dụng cái hệ thống FAA ha. Chỉ khi mà có sự xuất hiện của FAA thì quản lý hoàn chỉnh toàn diện về hàng không của Mỹ là được thực hiện, được diễn ra ha. Và chính điều này cũng vô tình ha, cũng là vô tình là có xuất hiện cái động cơ phản lực, và từ đó dẫn đến xuất hiện rất là nhiều những cái máy bay phản lực, máy bay rất là nhanh. Và chính điều đó làm giảm đi cái mức độ lỗi ha, biên biên lỗi, có nghĩa là mức độ lỗi đó, mức độ lỗi của phi công. Và thực tế cũng dẫn đến yêu cầu, và thực tế cũng yêu cầu đặt ra một số những cái quy định ha, để phân chia cái người phi công, cái người phi công của máy bay gì, bay không phần nào và vận hành một cách an toàn. Rồi khổ C ha. Nhưng mà mình sẽ làm cái bên dưới trước. À, cái này hình như có trả lời của hai câu mà nãy mình đã bị bài hết một câu rồi nè. Rồi. Đầu tiên trả lời cho thầy cái câu hai trước này, cái beacon bên trên này nãy mình quên trả lời. Đó, cho nên các bạn cứ dò ha, không bị miss câu á. Thì cái đèn hiệu và cái đèn đèn flash vẫn sử dụng cho đến hiện nay. Câu trả lời thử là có thông tin này hay không, nếu có thì nó sai cái gì. Rồi cứ trả lời cho thầy hả các bạn. À, bây giờ mới phân biệt cái này nha, đọc kỹ nha, là cái beacons
Cái đèn hiệu và cái đèn flash thì vẫn còn sử dụng bởi ATC cho đến hiện nay. Có thông tin này hay không? Có thông tin này không? Nãy nghe rất mạnh. Thì nói rồi chưa hết giờ đó, các bạn nghỉ sớm quá. Còn dư chợ học chắc nửa tiếng hồ nữa đó. Tại đúng giờ quy định có 11 15 và thường tới 11 giờ thì cho xong rồi. Và tùy bài cũng có khi tới 11 rưỡi. Sinh viên thức cũng dữ lắm, học không nhiều lắm. Tên là chứng minh F, hai bạn còn lại chứng minh nó kỳ vần. Nó kỳ vần cũng chứng minh luôn nha, tại sao nó kỳ vần nữa nha. Ví dụ như hai cái thông tin nó khác nhau đó, thì mình chỉ ra hai cái thông tin nó giống như câu hỏi hỏi như vậy, nhưng mà thông tin bên bài nó nói cái gì liên quan tới cái từ khóa, tại vì nó kỳ vần thì nó chỉ bảy từ khóa thôi, nhưng mà thông tin nó không có. Còn for thì đương nhiên cũng sẽ chứng minh thông tin là chỗ nào thì chứng minh là for. Nói chung ghi thông tin được rồi, còn lại để thầy giải thích cho. Làm sao lỡ mình sai mình có gì chỉnh lại, các bạn cứ mạnh dạn lên nhé. Rồi đáp án cuối là bấm về đó, vô thầy giảng cỡ nào nhưng mà cái quan trọng nhất là các bạn trả lời giùm thầy ha. Rồi đáp án cuối đó là not given. Not given. Rồi, not given nghe. Đây thầy chứng minh đây. Không phải thì em thấy mà thôi có thông tin đi chứa từ khóa nghe, bây giờ thầy chứng minh nè. Thì mình chỉ chứng minh cái chỗ đó để mình lấy cái chỗ đó để mình chứng minh bên câu hỏi nó là not given thôi. Có nha. Thì đương nhiên là cái nếu mà theo mình hiểu là nó kỳ vần là không có thông tin, nhưng mà mình vẫn sẽ nói, nhưng mà ở đây như thầy nói là nó bảy bảy từ khóa, là bên bài vẫn có từ khóa đó nhưng thông tin khác, còn bên đây câu hỏi thì cũng từ khóa đó nhưng mà thông tin khác. Ví dụ như vậy. Rồi thầy chứng minh nè, ở đây cái từ khóa nó ghi là cái đèn hiệu và cái đèn flash đúng không, đi chung với thông tin gì, là nó nói là hai cái đèn này vẫn còn sử dụng cho đến nay. Vậy thì thông tin chính ở đây nó đang nói về việc là hai cái đèn này được sử dụng cho với thời gian cho tới nay, trong khi ở đây á, là cái thông tin đi chung với hai cái từ khóa này là gì, đó là cái đèn hiệu và cái đèn flash được đặt dọc theo tuyến đường của Mỹ để thiết lập ra hàng không. Nghĩa là thông tin đi chung với từ khóa này là được đặt hay được sử dụng ở tuyến đường nước Mỹ, chỉ vậy thôi, không hề nói với việc là sử dụng tới bây giờ hay là không. Thấy chưa nè, thông tin liên quan tới cái từ khóa là đèn hiệu và đèn flash đúng không, đó là đặt dọc theo tuyến đường của nước Mỹ, chỉ vậy thôi, chỉ thông tin này thôi, không hề nói về thông tin là có sử dụng cho tới hiện nay hay không. Thấy chưa các bạn? Cho nên các bạn thấy đó là câu not given nó hay như vậy, là từ khóa nó giống nhưng mà thông tin nó khác. Thông tin nó khác nha, ý thầy đang nói đây là thông tin liên quan tới từ khóa đang hỏi đó. Cho nên là cái này nếu mà lúc mà thầy hỏi các bạn chứng minh thì các bạn chỉ cần ghi cái thông tin khác được rồi, tại vì ghi thông tin khác để mình đối chiếu với câu hỏi là được rồi. Thì còn câu for thì cũng sẽ ghi thông tin chỗ đó nó sẽ ngược với câu hỏi ra sao đó, là được rồi ha. Cho nên là nãy nếu mà ghi thì mình sẽ ghi là a place along cross country gì đó là được ha, là hiểu rồi, là nó sẽ khác với thông tin là orange steel used by ATC. Ok ha, đó chứng minh này đó, rõ ràng khác biệt với hai câu con nãy không có thông tin nhé. Đó, bây giờ mình muốn chắc nên mình phải giả dụ. Thường các bạn có thể giả dụ cho cái câu not given là nếu nó là for thì như thế nào, for thì như thế nào. Thì nếu nó là for đó, đây là trường hợp trong bài thi mình lý luận chút xíu để mình biết chính xác đó,
là nếu nó là false thì nó vẫn sẽ nói về việc sử dụng nha, bởi ATC nha. Nhưng mà có thể nó sẽ bị sai thời gian. Giống như đây, à giống như câu hỏi đi, nó ghi là hai cái này được sử dụng cho tới hiện nay bởi ATC, trong khi bên bài nó chỉ kêu là sử dụng thời điểm nào thôi và xong không sử dụng nữa. Đó là sai thời gian như vậy thôi. Đó. Thì đương nhiên sẽ có một số trường hợp sai khác, nhưng mà mình trường hợp trước mắt mình thấy cái gì mình có thể lý luận cái đó trước là được ha. Nè, cái này về thời gian đi ha. Hai cái này được sử dụng bởi ATC cho đến hiện nay, trong khi bên bài nó chỉ kêu là thời gian mà thôi. Đó. Là hết. Nhưng mà đương nhiên vẫn sẽ là có thông tin là được sử dụng bởi ATC. Rồi, hiểu không các bạn? Còn đây thông tin nó chỉ nói là cái Pecans và Flossing Line đây là đặt dọc theo tuyến đường nước Mỹ gì không? À, không có đụng gì việc là sử dụng cho tới hiện nay không? Câu 23 là một số cải thiện được thực hiện cho hệ thống radio trong suốt Thế chiến thứ hai. Rồi, trả lời luôn. Để có đọc rồi nè. Trả lời các bạn, trả lời đi, còn sớm mà. Các bạn học với thầy an tâm nha, nếu mà trường hợp mà tới nửa nửa bài mà cảm thấy trễ và càng cảm thấy các bạn đuối là thầy dẫn sẽ cho ngưng nha, bữa sau mình học tiếp chẳng sao hết, hoặc là để thứ sáu mình dồn với phần ba. Cho nên các bạn cứ thoải mái, cho nên là cứ tập trung cho thầy trả lời tốt luôn, chứng minh luôn, đừng có sợ ví dụ thời gian còn chồng mình học được bao nhiêu hết. Rồi chứng minh, giờ chứng minh cho thầy câu 23. Rồi, câu 23 đúng, chính xác, khỏi loạn luôn. Đó, bé Tôm đang học để phân biệt luôn. Rồi, chính xác ha. Đó, bé Tôm phân biệt thì bữa sau thầy cho tăng bài cho. Tăng bài cái tài liệu kia của chú Phong thầy. Cụ thể là có thể ngày mai luôn. Còn về làm riêng cũng được, nó nắm là thầy sẽ đẩy mạnh. Rồi đúng rồi các bạn, chính xác. Đây, nó nói nè. Đâu, để đọc lại. Cải thiện về hệ thống radio trong suốt Thế chiến 2 có. Nè, radio đã được cải thiện, được sử dụng cho Thế chiến 2 nè. Nè, có rồi nè. Chính xác là bạn, các bạn chứng minh đúng đúng không? Rồi đúng rồi đó, nói thầy chỉ cần như vậy thôi. Ủa, vậy lấy điểm chọn là true hay false vậy? Dạ, em chọn true ạ. Nhớ ghi ra nha, nhớ ghi ra. Rồi. Với lại ghi nó rõ rõ xíu này, chứ ghi có một chữ. Đó giống như, thì đồng ý là ghi gom tắt nhưng mà có thể ghi rõ một chút á. Càng tốt, vậy mình dễ nhớ hơn. Rồi, tiếp khổ C. Ủa, khổ C. À, rồi trả lời hết đi chứ của. Rồi câu C hết đi số mấy? Chứng minh luôn.
Nói trả lời đi, càng bắt các bạn càng trả lời các bạn càng xin đó. Lỡ có sai mình cũng cảm thấy xứng đáng nên mình hiểu rõ hơn. Số mấy này về chứng minh luôn. Tự nhiên các bạn chọn đó là các bạn cũng suy đoán rồi. Không sao đó. Đã suy đoán sai có gì chỉnh lại. Các bạn chọn số 3, các bạn chọn số 4. Rồi. Có ai chọn cái khác gì không? Rồi 15 3 nha, 3 mới đúng. À. Rồi cái tên chọn lọc đúng không? Ok. Chứng minh đây. Thì ví dụ như các bạn có bị chọn câu sai thì cũng sẽ chứng minh cho các bạn biết là sai luôn. Cho nên thầy mới nói cứ trả lời đi. Để thầy thấy các bạn hiểu nhầm cái gì để thầy sửa lại cho. Chứ phải chị giải thích câu đúng không đâu. À, còn câu 7 gì đó hay là các bạn nhầm câu gì đó thì chứng minh luôn. Rồi đáp án là câu 3 ha, đó chính là hai cái sự phát triển đồng thời diễn ra. Đấy. Nhà đầu tiên có từ khóa và cũng là thông tin và sau đó là giải thích của nó nè. The fortress, đồng thời đó, coincidental đó. Và hai sự phát triển đó là gì? Là lập sự phát triển đó là thiết lập ra cái FAA hồi nãy nói đúng không? Để quản lý toàn diện về hệ thống hàng không. Rồi tiếp theo là sự phát triển đồng thời là cái gì? Xuất hiện động cơ phản lực nữa nè. Đó, vậy thôi là hiểu rồi. Đó, nó giải thích một đống với động cơ phản lực cho máy bay gì, lỗi gì đúng không? Thì nói chung là xung quanh chỗ này là thấy rất là rõ rồi nè. Các bạn gạch dưới cho thầy là Fortress, nó có từ khóa luôn rồi nè. Khỏi lộn luôn ha. Nhưng mà mình sẽ hiểu là hai cái sự phát triển đồng thời đó là đằng trước nói về FAA được full scale regulation là quản lý quy mô lớn của hàng không nước Mỹ luôn. À, mà quản lý được cái này là cũng do phát triển hệ thống radar đằng trước có nói đúng không? Và cả radar và radio luôn đó. The radar. Đó. Và tiếp theo đó là sự phát triển của động cơ phản lực, động cơ tên lửa, động cơ phản lực. Đó thấy chưa? Rồi bé tên bị nhầm cái gì đúng không? Số 6. Ở đây em chứng minh đó là cần một số quy định. Số 6 gì đây? Số 6 đó là quản lý bằng cấp phi công. Không nói về bằng cấp phi công là gì nè. Đâu có nói đâu. Ở đây em bị hiểu nhầm đó là cần có một số quy định để phân chia. Keep qua phân chia phi công đúng không? Đấy là phân chia người bay nhóm gì đúng không? Rồi. Nhưng mà đâu chưa có nói về nên nhớ là nếu mà như vậy thì nó phải giải thích rõ luôn. Bằng cấp này là bay không phận gì? Bay không phận gì, bay chỗ nào? Tốc độ ra sao? Ở đây chưa nói ha. Thì khả năng ở đây em bị hay là các bạn sẽ chú ý luôn khả năng đây bị bảy từ hóa à thì đương nhiên mình cũng phải bị hiểu nhầm chứ mình bị bảy rồi thì đúng là có nói về quy định ở đây nó ghi cái thông tin nó ghi cái từ khóa đó là quy định phân chia phi công thì mình hiểu đó là quản lý loại phi công đúng không rồi nhưng mà cho là giống từ khóa luôn nhưng mà không có câu giải thích hướng về nó chưa hề nói là bằng cấp gì phi công ra sao mà
Tại vì nếu như heading nó nói là quản lý bằng cấp phi công, nghĩa là nó sẽ giải thích bằng cấp đó phi công sẽ làm gì, quản lý ra sao. Rồi vậy thì coi như chỗ này là bị, coi như chỗ này là bị bảy hay bị bảy từ khóa. Vậy coi như là cái số 6 này là heading 7 cho cái thông tin, cho cái câu C ha. 7 về từ khóa ở cái dòng này, ghi chú lại nha. Đó, cho nên các bạn cứ làm đi để mình coi mình phát hiện ra điểm 7 là gì. Thì coi như số 6 là 7 cho cái này, tại vì nó có đọc tới là quy định phân chia phi công đúng không? Rồi, là mình hiểu nhầm qua là quản lý phi công. Chưa nói quản lý như thế nào nhé. Đó. Các bạn sẽ chú ý nha, nhiều khi cái heading này là 7 của khổ này nhưng mà nó là đáp án của khổ khác nha. Cho nên trên tinh thần là thí dụ như mình biết nó sai khổ này nhưng mà mình vẫn sẽ chú ý có thể nó là đáp án của khổ khác. Nhớ nha các bạn, thì đúng là trong đây như thầy nói là nó bị dư ra ba cái thì chắc chắn ba cái đó là không có đáp án gì hết. Nó để 7 ha. Nhưng mà các heading mà có đáp án của riêng nó vẫn 7 cái chỗ khác nha các bạn. Mình sẽ chú ý cái chỗ đó. Rồi. Bạn nào phát hiện 7 gì đó cứ nói ha. Nhiều khi chưa chắc là thầy đọc hết đâu nhưng mà các bạn đọc hết được 7 liền đâu, nhưng mà các bạn mình cứ 7 cứ nói để cứ ghi ra để thầy biết nó 7 cái gì. Cho đợi xíu nha. Thực ra nó có một cái 7 nữa nè, đó là 7 số 1 nè. Biết ở đâu không? Đây. Nó có cái từ khóa là quy định của FAA. Đây nè. Nè, FAA để quản lý nè, quản lý nó cũng có chữ regulation nè. Cái chữ regulation cũng là quy định để quản lý nè. À, đó là quản lý toàn diện không phận nước Mỹ nè. Nhưng mà mình đọc kỹ lại đây cái gì đây? Không tuân thủ về quy định của FAA. Có nghĩa là chỗ này nó sẽ giải thích quy định FAA là gì và không tuân thủ thì sẽ bị cái gì. Đó, ví dụ như vậy. Nhưng mà trong khi các bạn thấy chưa? Ở đây thì nó chỉ có cái từ khóa thôi, đó là FAA và quản lý của FAA. À, nói chung là 7 từ khóa giống như hồi nãy thầy nói. Chưa hề nói về việc là không tuân thủ FAA như thế nào nhé. Rồi, tiếp. Chưa hết giờ đâu, đúng rồi, chưa hết giờ đâu. Không sao các bạn, là ví dụ như nhiều quá mình làm một nửa cũng được, bữa sau mình làm tiếp. Quan trọng là mình hiểu bài nhé. Khổ D nha các bạn. Thì nhiều người nghĩ rằng đó là ATC là bao gồm là một dãy, overall là một dãy những cái controller, những người quản lý ngồi đằng trước cái máy tính của họ ha, mà trước cái màn hình radar ở sân bay quốc gia, thì sẽ nói cho những cái giao thông đến và đi, người giao thông là máy bay đến và đi đó cần làm gì. Và đây là một cái nhìn nhận, một cái phần part of the picture là cái nhìn nhận các bạn. Một phần bức tranh nghĩa là cái nhìn nhận đó là rất là không đầy đủ. Bởi vì FAA nó quản nó cho thấy rằng á đó là cái không phận ở trên nước Mỹ thì bất kể mọi thời điểm nào cũng có rất là nhiều máy bay. Rồi bay cho nhiều mục đích nữa, trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau và cùng loại cấu trúc. Và tuy nhiên thì tức là chỉ có một cái loại cấu trúc giống nhau là cấu trúc quản lý của FAA là cần phải cần có một cái cấu trúc giống nhau để quản lý tất cả những cái hệ thống máy bay như vậy, hệ thống chuyến bay hay là đường hàng không như vậy. Rồi bây giờ trả lời tiếp ha, cho thầy cái cái câu 24 đến 26, thì cái câu 24 chưa tới nha. Dù sao trong lồng bài mình cũng phải đọc trước một, đọc trước xem nó tới chưa ha. Rồi, cái này chưa tới nha các bạn. Đó. Ở đây nó nói là cái không phận F
là không phận mà dưới 365 và không gần sân bay. Chiều tới nó tới nha. Vậy thì mình sẽ làm heading. Cái này có heading đúng và heading 7 luôn đó. Đầu tiên các bạn trả lời cho thầy heading đúng đúng trước nha. Đầu trả lời và chứng minh cho thầy đúng, sau đó thầy sẽ hỏi cái 7. Nó hay học gì mình nói lắm chứ. Rồi các bạn trả lời cho thầy thế này, đúng và chứng minh chưa đúng. Đó là số 10, heading 16 là số mấy? 9. Cái việc mà các bạn ghi như vậy thì mình mới biết là mình bị hiểu sai hay bị nhầm như thế nào đó ha. Nhưng mà các bạn làm như vậy thì các bạn sẽ có động lực hơn là ngồi nghe học thế này. Rồi nghe cái trả lời luôn nhé. Ừ, trả lời luôn. Bé Phương Nhi còn không trả lời chung với các anh chị nữa. Cái mạnh dạn vô. Rồi đúng ha, đó là 16. 16 là khổ D, đúng rồi, mình ghi 16. 16 năm, đúng rồi, một cái nhìn nhận rất là quá đơn giản, thực ra có từ khóa luôn rồi. Này nghe cái dòng này nè. This is a very incomplete part of the picture. Thấy chưa? Đây là một phần bức tranh, chính là cái hiểu đó, một cái nhìn nhận đó, thì nó sẽ tương đương với cái view ha các bạn. Cái nhìn nhận đó, oversimplified, chính là very incomplete. Chính xác. Và rõ ràng nó có giải thích luôn cho mình thấy ha. Là một nó giải thích nè. Một số người nghĩ rằng là ATC là bao gồm cái này thôi đúng không? Nhưng thực tế ATC đi chung với FDA này, FAA này thì nó quản lý rất là nhiều cái như nãy mới nói. Đó, các bạn hiểu rồi ha. Cho nên là cái dòng heading thì nhớ là nó nằm bất kỳ, các bạn có thể nằm đầu câu, nằm giữa câu, thậm chí là nằm cuối câu luôn, nhưng mà cái quan trọng đó là phải có giải thích của nó. Đó. Rồi các bạn kiếm cho thầy điểm 7, có một điểm 7. Có điểm 7 nha các bạn. Có hai có một điểm 7 đúng không? Chữ 7 từ khóa đó các bạn nhìn ra. Các bạn nhìn ra một cái heading 7 là được. Và chứng minh nó bậy chỗ nào nha. Thì chắc chắn là các bạn đọc là vẫn phải đoán chứ, vẫn phải suy nghĩ chứ. Nhiều khi cái này đúng hay cái bậy đó, thì khi các bạn chọn lộn đó, chắc chắn các bạn vẫn phải đọc qua rồi mình phải suy nghĩ rồi để mình phân biệt cái. Chút nữa chắc mình đọc tới khổ E là được ha, khổ E đi rồi cho các bạn nghỉ ngơi. Chứ đúng là chưa hết giờ đó.
Đã bộ sao nữa. Giờ này mà ngủ gì, Sài Gòn giờ này mình học với người ta ăn chơi đó. Rồi đúng rồi, đó chính là rồi ta, à đây, có số 8 đúng không? Thiết lập ra những quy định cho điều kiện thời tiết. Nó 7, các bạn thấy chính xác như giống như hồi nãy thầy nói không? Hay là có bạn đã bị nhầm chỗ này luôn đúng không? Đúng là có đề cập đến từ khóa là điều kiện thời tiết. Rồi. Nhưng mà ở đây mình đọc kỹ heading này nó nói cái gì? Thiết lập ra những nguyên tắc cho điều kiện thời tiết. Chưa hề nói nha. Chưa hề nói nguyên tắc gì và làm gì hay các bạn. Ở đây nó chỉ nói là FAA của là cái FAA của ITC á, thì nó sẽ quản lý rất là nhiều việc, rất là nhiều cái, trong đó là quản lý về vấn đề thời tiết. Đấy chứ các bạn, phải là quản lý nhiều loại thời tiết. Nó chỉ nói vậy thôi, chưa hề nói là cái nguyên tắc cho vấn đề thời tiết như thế nào. Rồi, ok ha. Bây giờ tới khổ E, khổ cuối của bài hôm nay ha. Cái khổ G nhiều lắm rồi, thành giờ bữa sau chắc chắn mình phải làm rồi. Rồi tiếp các bạn, để đáp ứng cái điều này, cái thách thức này thì một số cái điều tiếp theo cần phải được thực hiện. Điều đầu tiên đó là ATC sẽ mở rộng toàn bộ nước Mỹ. Tổng thể là từ 365 mét trên mặt đất và cao hơn nữa, các bạn hiểu không? Tính từ mặt đất lên 365 mét á, và từ vị trí 365 mét và cao hơn nữa đó, thì toàn bộ đất nước sẽ được quản lý ha, blanket, blanket là cái chăn đó, nhưng mà nó cũng có nghĩa quản lý luôn, control hay là cover cũng được ha, quản lý bởi không phận được quản lý, nghĩa là nó thuộc không phận được quản lý nha các bạn, 365 mét trở lên. Thì ở một số khu vực gần sân bay thì không phần được quản lý là nó sẽ hạ xuống là 215 mét. Thay vì là bình thường là 360 mét trở lên đúng không? Thì bây giờ là hai gần sân bay thì nó sẽ tính từ phạm vi là 215 mét trở lên ha. Và gần cái này là gì đây? Gần sân bay và cái này là sát sân bay nghe các bạn. Sát sân bay nghĩa immediate vicinity, vicinity có nghĩa là gần, mà gần trực tiếp giống như là sát nha các bạn phân biệt ha. Near thôi, còn cái này là immediate vicinity, là sát sân bay nha các bạn. Thì tất cả những nó sẽ tính cái độ cao là tính từ mặt đất luôn, thì đúng rồi, bây giờ sát sân bay thì nó phải quản lý từ mặt đất trở lên luôn, nó giống như cái hình hình tam giác rồi đó, giống như cái phễu của các bạn ở trên đúng không, rồi bắt đầu nó hạ xuống. Thì không phận mà được quản lý, không phận cái không phận đâu là control, không phận được quản lý là cái không phận mà FAA quy định FAA sẽ áp dụng ha, còn lại thì gọi là không phận không quản lý, có nghĩa là loại trừ ra những cái trường hợp như bên trên thì nó sẽ không quản lý ha. Thì phi công sẽ được quản lý, cũng được quản lý nhưng mà với quy định rất là ít ha. Cho nên là những cái phi công mà giải trí thôi, recreational là giải trí, cái người mà muốn bay chỉ bay một chút thôi mà không cần là bị áp đặt những cái quy định đặt ra bởi FAA á, thì phải chỉ ở trong không phận không quản lý thôi ha. Cụ thể đó là bên dưới 365 mét. À, hiểu ha, có nghĩa là không phận bình thường á, đừng có đi gần sân bay thôi. Thì dưới 365 mét thì ok, là nó không không có bị quản lý ha. Còn những phi công mà muốn được bảo vệ bởi ATC, có nghĩa là muốn tuân thủ, muốn được bảo vệ bởi ATC thì có thể đi vô không phận quản lý, nghĩa là bây giờ họ họ muốn được an toàn, muốn được bảo vệ theo quy định á, thì họ phải đi vô không phận quản lý. Rồi bây giờ có trả lời cho thầy cái true false trước đi ha. Ủa cái này nó nói chưa ta? Được. Cái này chưa nói luôn. Cái F F hình như là tuốt bên dưới là rồi vậy là ok, chưa nói chưa tới ha.
thì được chưa đó luôn. Rồi vậy thì trả lời cho thầy hết đi thôi. Là xong bài hôm nay rồi đấy. Cho thầy hết đi số mấy của câu 17. Chứng minh. Đó, bài này rất là hay nghe, phân biệt cái heading đúng heading 7 cho bạn thấy luôn, và bài khác cũng y chang như vậy, cả bài chín chắn luôn. Rồi ghi đi ha, mình xong bài này là ok, sao mình vẫn sẽ làm tiếp học, cũng nói chứ học cũng vừa phải thôi, tới một mức nào đó các bạn đuối không có vô đâu. Rồi đúng đáp án, khoan có bạn chơi được sai rồi. Ghi đi các bạn, ghi tiếp đi. Ủa, ghi quá trời vậy. Điểm ghi cái đó này. 19 ở đâu vậy? À, 19 giờ tốt là làm hết trơn đúng không? Nói chung làm trước càng tốt. Còn đợi thầy giải thích thôi. Rồi thầy nói ha. Rồi đáp án là số 4 nha, số 4 nha. Này cái này dễ bị nhầm lắm. Số 4 là thiết lập ra vùng độ cao, Ontario là độ cao. Rõ ràng là nó nói về độ cao, nãy giờ nó giải thích chủ yếu là về độ cao đó mà, nó chủ yếu nó giải thích về độ cao đúng không, là mỗi độ cao nó là cái gì đó, nó giải thích là mỗi phạm vi độ cao là cái gì hay là có cái gì đó, từ 365 mét trở lên nè thì nó là không còn quản lý, gần sân bay là 215, rồi sát sân bay là từ mặt đất, rồi nó sẽ được quản lý như thế nào đúng không. Vậy thì rõ ràng là ở đây nó chỉ đang nói về mức độ cao và câu giải thích cho mỗi độ cao đó là như thế nào không? À, mặc dù là đúng nó có nói là cái chỗ đó là quản lý hay là không, nó chỉ nói là quản lý hay là không thôi nha. Nó chỉ nói ra hai trường hợp thôi, đó là quản lý hay là không thôi, hay là không quản lý thôi. À, nó chỉ nói là quản lý hay là không quản lý với độ cao như vậy thôi. Chưa hề phân ra ha. Rồi câu rất là dễ nhầm lẫn cho câu số cho câu số số 7 ha. Chưa hề phân loại ra không phận gì không phận gì. Thật ra cái khổ này là bên dưới nó mới có này, như khổ G nó mới có. À, thì nói trước luôn á, để chút để tới đó mình sẽ phân biệt được. Thì bạn nào làm trước thì bây giờ thì giải thích sơ qua cái đi ha, rồi sắp tới thầy sẽ giải thích nó. Đây nè, cái khổ G nó mới nói về không phận quản lý được chia ra nhiều loại nè, different type nè, thì tương đương với lại carry nè, và nó giải thích và nó phân loại ra cụ thể là F, A, R, C, D, B, thì nói chung là nó có chia theo từng tên. Và ở đây nó ghi rất là rõ đúng không, là xác định các loại không phận, phân định nghĩa luôn á, define là xác định cái định nghĩa luôn. Thì ở đây nó mới chia ra, đầu tiên nó có đề cập đến cái từ khóa là các loại khác nhau đúng không, không phận được chia ra thành các loại khác nhau này.
Ngay cái dòng này là đã thấy rồi nè. Không phận quản lý được chia ra những dòng khác nhau, những loại khác nhau. Rồi nó đi theo cái tên cụ thể và giải thích không phận đó có cái gì. À, cái này mới đúng nha. Còn ở đây thì nó chỉ mới nói là độ cao và thuộc không phận quản lý hay không quản lý thôi, chưa có phân loại ra nha. À, cái này đúng rồi, đọc thì dễ nhầm. Nhưng không vấn đề gì. Khi mà trường hợp ví dụ thôi, ví dụ như các bạn có làm nhầm thì cứ để đó. Ví dụ như mình đang bị hơi phân vân vừa giữa câu số 4 và số 8 đó, và số 7 đó, thì cứ cứ ghi sẵn hai cái cũng được. Nhà các bạn ghi đại diện ngoài nháp cũng được tùy. Thì máy tính thì các bạn cứ chọn lại một cái. Sau đó lúc mà các bạn xuống chỗ G mà mình nhìn lại mình cảm thấy G thì cái nào nó đúng hơn thì lúc đó mình sẽ hiểu rõ hơn. Mình sẽ thấy chính xác là cái nào đúng hơn thì lúc đó mình chỉnh lại vấn đề gì hết nhé. Ok. Nói cho nên cứ an tâm vấn đề đó. Rồi và thực ra ở đây nó có một điểm 7 và điểm 7 này thực ra có lặp lại hay này. Đó chính là số 1 lần nữa. Này nó có đề cập đến cái từ khóa đó là quy định của FA đúng không? Nè. Quy định của FA không phần quản lý là không phần mà quy định của FA được thực hiện nè. Đó, và cụ thể đó nó chỉ nói vậy thôi, không hề nói về việc là không tuân thủ quy định FAA là bị gì hết nha, nó chưa nói tới nha, nó chỉ nói là không phận quản lý là không phận mà có FAA được thực hiện. À, nó chỉ nói vậy thôi, nó chưa hề nói là không tuân thủ thì ra sao đó. Thấy chưa, ở đây là phân biệt chính xác rồi đó. Rồi hồi tới đây hả các bạn, thật ra thầy cũng sức đó. Thầy mà giảng tới 12 rưỡi vẫn được, quen rồi. Nhưng mà các bạn đuối thì học nó không vô đâu, cho nên các bạn cứ an tâm việc đó vừa đủ thôi. À, bữa sau các bạn tỉnh với lại có mấy các bạn kia nghỉ trước nữa. Thì mình tỉnh mình sẽ học tập trung rất là tốt ha. Nó dễ ứng dụng kiến thức tốt và kết hợp với bài ôn luôn. Sleepy tối ngày, mốt đi thi tới là giờ. Rồi. Vậy tới đây ha các bạn. Rồi thứ năm là mình sẽ qua cái phần listening. Ủa nhấn cái gì là điểm bấm lộn thôi. Dạ em thắc mắc ở cái phần đâu ta. Sao nó không nghe nhá chị? Alo. Alo thầy nghe em nói không nhỉ? Chờ em xíu. Nghe gì luôn á. À, có gì nhắn thầy đi, cái gì cứ nhắn nhắn cho thầy, thầy không nghe hết. Bấm bấm tay gì thôi, thầy không biết, thầy không nghe hết, không biết cái micro bên kia của mình gì. Còn thầy không nghe luôn á, nghe thầy nói không thì nhắn vô lớp đi, nếu bây điểm nhắn vô lớp không đi, mình chắc không biết bên thầy bên này bị. Thì thầy dặn lại là thứ năm đó là mình học listening bài đầu bình thường và kịp thì mình sẽ làm thử sức cái phần listening luôn, rồi làm luôn cái reading nếu có thể. Thì nói chung tới đó mình cũng sẽ dẫn bình thường ha. Thì khả năng là các bạn biết ý của thầy rồi thì thầy sẽ cho làm thử sức luôn. À, là thứ năm có thể đầu giờ thầy sẽ cho làm thử sức reading, tại hôm nay các bạn biết ý rồi, là cũng sẽ làm 20 phút giống như thầy nói, rồi bắt đầu thầy bật lên là coi đáp án mình đúng bao nhiêu câu. Để vô bài listening bình thường rồi cứ học listening rồi sau đó là thử sức tiếp. Hôm nay là chưa thử sức nhưng em mới học bài chính thôi đó. Ừ. Mới 2 tiếng rưỡi 3 tiếng. À. Cái mắt gì nhắn luôn đi dễ, hồi nãy thì không nghe rõ, không nghe được luôn. Nhập nãy màn hình của thầy nó hơi bị lỗi. Rồi cứ nhắn đi để thầy coi. Còn nếu mà à, độ cao so với mực nước biển ừ. Chỗ nào
À, đồng g, đồng g chắc để bữa sau đi, bữa sau thầy hướng dẫn là chưa đọc tới mà. Rồi thôi, để nếu mà g thì để bữa sau thì giảng cho. Chưa đọc mà mình chưa đọc. À, có nhắc tới mực tới vị đúng không? Rồi ok. Surface mặt à, cái này hình như là tính luôn tới mặt nước biển á, tính luôn cái độ cao tất cả sẽ đi xuống surface là mặt, tính luôn là mặt nước biển, tại mặt nước biển sẽ là đây này thì động mặt đất đúng không, thì coi như tính luôn mặt nước biển đi, là tính cái đất ở đây là tính theo mặt nước biển nha, chứ không phải đất mình đứng, đất mình đứng là chỗ cao chỗ thấp nữa, tùm lum đó là đâu có tính được độ cao. Nhiều khi lỡ trên núi sao, máy bay trên núi thì sao, sân bay trên núi thì sao, nó cao mấy mét, mình cao mấy cả trăm cái chục cái trăm mét nữa, cho nên là hình như à, thầy đọc lại cái số VT là tính theo mặt nước biển nha, là cái độ cao bằng không á, là tính từ đó lên, cho nên là cái độ cao này á nó đang tính, cái này là tính theo mặt nước biển nha. À, mặc dù nó ghi over the ground đúng không, bên trên mặt đất, nhưng mà thực ra cái mặt đất này tính theo mặt nước biển nha, cái đất ở đây là tính theo cái mặt nước biển nha, là nó phân biệt giữa cái mặt nước biển là cái vị trí đất, vị trí đất mình sống so với bầu trời, nó chỉ chia ra hai cái thôi, một cái là mặt đất và một cái là bầu trời mình sống. À, thì mặt đất ở đây là nó tính theo mực nước biển á, chứ không phải là tính theo cái mặt đất mình đang đứng, tại nếu mà tính theo mặt đất mình đang đứng là cái chỗ cao chỗ thấp nó đâu có tính được, nó phải tính theo mặt nước biển á, cho nên là cái chiều cao này thật ra là nó sẽ dựa theo mặt nước biển nha, nó tính từ mặt nước biển trở lên là cái mặt nước biển là nó đang nói mặt đất của mình á. À, cả nó chỉ phân biệt giữa mặt đất là chỗ là tính theo mặt nước biển và chiều cao thôi, mọi cái là người ta sẽ quy ra mặt nước biển đúng không, chứ không phải mặt đất mình đứng nha, mình đứng sao tính được, tại chỗ cao chỗ thấp nè, Đà Lạt với thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt với miền Tây đấy, nó cả trăm mét nữa. Cao bao nhiêu trăm mét thì sao tính được đúng không? Đúng rồi, cái surface hay là the crowd đây là đang tính theo mặt nước biển á. Như vậy thì cho dễ hiểu. Ok ha. Còn gì đó thì cứ thắc mắc cứ hỏi, nhưng mà cố gờ để tới đó thầy sẽ dịch rõ lại ha. À, vậy là hiểu, à, thầy hiểu em rồi, đây là đang tính theo mặt nước biển nha. Đất ở đây là tính theo nước biển á. Chứ không phải là tính theo cái mặt đất mình đứng. Nước biển mình vẫn nổi được mà. Để nhảy tụm xuống cái là nổi thôi gì đó. Đó. À, rồi ý là nó tính như vậy, đất đất liền và đất và bầu trời thôi. Thì em nhảy xuống là nó tụm cái là nó nổi mà lo gì. Đứng nhìn huyền cũng được. Nhớ nghe, mọi chiều cao là tính theo mặt nước biển hay chứ không phải tính theo cái đất mình đứng. Không ai tính theo đất, ta so mặt nước biển hết đó. Thời cái nó nói chung chung thì không hiểu, để mà nhảy tổng xuống biển là đứng là nổi lên cái gì đó, cũng tính mặt đất mà đâu có bay được đâu đúng không, thì nó bay được tính bầu trời rồi. Giỏi tới đây ha. Rồi thứ năm như bình thường như thầy nói ha, đầu giờ thì có thử sức reading ha các bạn, tại vì chưa có bài lesson cho nên sẽ làm reading, rồi tới đó thầy gửi là các bạn biết thôi, cứ làm bình thường nhé. Rồi xong rồi các bạn chào các bạn, mai pattern cho làm thêm bài nữa. Thêm bài reading rồi, vậy là xong rồi các bạn.